và sau đó họ mở quan tài. Pow! Hả? Cháu không làm đèn sáng như vậy. Oh, một tô trái cây ngon tuyệt. Nho, món mình thích. Chà, ngon tuyệt. Mình sẽ thử một quả táo, trông giòn phết. Đó, có phải là một con sâu không? Và nó đang nhìn thẳng vào mình. Bắt được rồi. Oh, suýt thì được. Chắc mình cần làm phẫu thuật. Tốt nhất là mình nên chuẩn bị sẵn sàng. Cẩn thận là trên hết mà. Làm thôi. Xem đây. À ha, cứng đây rồi. Không còn trốn nữa nhá. Hãy xem nó có vị thế nào. Dẻo đến bất ngờ. Này, không tệ đâu cô ạ. Ôi, quả anh đào này trông ngon quá. No, mình biết phải làm gì rồi. Tôi sẽ đổ chất lỏng dẻo vào khuôn. Mình muốn lấp đầy nó. Mình thích màu sắc này. Vậy là ổn áp. Mình sẽ đổi màu và đổ vào khuôn còn lại. Dễ như chơi ấy mà. Mình sẽ thêm phần trên vào khuôn. Sau đó sẽ ấn nhẹ vào. Không thể quên cái này được. Phải ịn vào thật là chắc nhá. Đợi nó khô lại này. Vậy là ổn rồi. Mình có thể lấy viên kẹo dẻo ra khỏi khuôn. Mềm và dẻo ghê. Hy vọng chúng ngon như vẻ ngoài. Để xem nào. Thật tuyệt vời. Mình đúng là tài năng. Mình không cần đôi găng tay này. Hả? Chắc là găng tay đi mưa rồi. Có lẽ mình có thể sử dụng cái này. Chuẩn, biết rồi. Tôi sẽ tròng chiếc găng tay qua một cái ly. Rồi cho trái cây vào. Vừa vừa thôi. Bây giờ mình sẽ đổ gelatin trong suốt vào. Mình muốn nó phủ hết trái cây. Đủ rồi, mình không muốn làm đổ. Mình sẽ nhẹ nhàng tháo chiếc găng tay ra khỏi kính. Mình sẽ kẹp miệng. Rồi mình sẽ đợi nó cứng lại. Sau khi việc xong xuôi, mình có thể tháo chiếc găng tay ra. Tháo ra cũng dễ phết. Và sau đấy mình có thể ăn nó. Mình rất mong chờ phần này. Nó làm mình nhớ đến Tinh. Mình mừng là cậu ấy không thấy mình. Ngon tuyệt. Đó có phải là bàn tay ăn được không? Chắc chắn là vậy. Chừa cho cô ngon cá nha. Phù, nóng quá. Ồ, nóng quá. Thế này thì không ổn cho lắm. May mắn thay, mình có một chiếc quạt nhỏ. Ai ngờ nó lại có ích lúc này chứ. Ý hay đấy. Mình có một chai nước. Hả? Chẳng còn gì. Thật không công bằng. Ồ, hãy mở ra nào. Vụ này thú vị đấy. Mình không nghĩ là lại thế này. Cô có gì ạ? Lên món. Trông ngon đấy. Mình cần một thức uống giải khát. Đã cái nư nha. Cháu ổn chứ? Cháu đang làm gì vậy? Một con quái vật. Thư giãn đi, là cháu mà. Hết cả hồn. Trái tim tội nghiệp của tôi. Chúng ta bắt đầu nhé. Nghe ổn áp đấy. Và mình có sẵn một công thức nấu ăn ngon tuyệt. Tất cả bắt đầu từ chiếc kẹo này. Mình sẽ thả nó vào chai. Mình sẽ sử dụng màu khác nhau cho mỗi chai. Chỉ cần thêm một ít nữa thôi. Thật hoàn hảo. Bây giờ mình sẽ khui soda. Sủi bọt rồi kìa. Mình sẽ đổ cái này vào chai. Đây là lúc phút diệu kỳ xảy ra. Đợi xíu nhá. Nhìn kìa, nó đang đổi màu. Soda có màu đỏ. Mình sẽ làm tương tự với chai còn lại. Sau đó thì sao? Lắc nó lên nhá. Thật thú vị, cháu nên thử nó. Đây này. Chà, cảm ơn cô. Cháu sẽ thích nó cho xem. Bong bóng làm mình ngứa lưỡi quá. Vui lắm luôn đấy. Đồ uống của cháu thế nào? Đây có phải là một trò lừa? Đợi đã, thật tuyệt vời. Được rồi, đến lượt mình. Mình chỉ cần nghĩ ra điều gì đó thôi. Việc này khó hơn mình nghĩ. Được rồi, mình hiểu. Mình sẽ đổ soda vào ly. Mình sẽ đổ đầy. Được rồi. Bây giờ mình sẽ cần sự giúp đỡ từ một người bạn. Mình sẽ bóp nhanh. Hay cho tớ miếng mực nhá. Cảm ơn cậu nhá. Đó là những gì mình cần. Sau đó mình sẽ phủ một lớp kem lên trên. Cái này có vẻ ổn đấy. Nó sẽ có hương vị tuyệt vời. Tiếp theo mình sẽ sử dụng nhãn cầu. Mình sẽ đặt nó ngay lên đây. À, mình cần một cái ống hút. Hãy xem nó có vị thế nào nào. Ngon quá. Nhìn cháu kìa, cô rất tự hào. Dạ, cả hai chúng ta đều làm rất tốt. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Sắp xong rồi. Chào cả nhà. Cho con mượn nha bà. Các bạn muốn cắt dưa leo siêu nhanh không? Chỉ cần đẩy nó qua lưới của vợt tennis thôi. Đơn giản như đang giỡn nhở. Mấy giờ rồi nhỉ? Mình tưởng có dưa leo đây cơ mà.
Mandy, giải thích đi cháu. Đưa đây cho bà. Sao lại phá đồ ăn như vậy hả cháu? Wow, nhiều like quá trời luôn. Wow, sao chúng ta lại ở đây vậy? Mong là cả hai đã sẵn sàng trổ tài. Cùng quay để xem cả hai sẽ nấu món gì nhé. Chào gái, tớ muốn chơi lắm rồi ý. Ờ, chắc là thế. Ew, ok, sẵn sàng rồi nà. À, cháu tôi đã sẵn sàng làm thử thách. Và cháu có thử thách rồi đây. Khoan, gì vậy? Không biết quay chúng ô nào nhỉ? Mong là cả hai đều hảo ngọt. Chúng ta phải làm bánh kem nhỉ? Biết rồi, mình chỉ cần đi lấy vài thứ thôi. Mandy ơi, quay lại đây nào cô bé. Cháu ghé đây một tí thôi. Cậu ấy nè, cảm ơn. Ôi không, thích thì bắt tớ đi. Suýt thì tiêu đời. Bà đừng la cháu nữa. Cháu chỉ quan tâm đến cái bánh này thôi. Nhìn đỉnh chóp bà ha. Cái gì vậy? À, cháu... À, bà ơi, khủng khiếp quá à. Ai đòi đánh thức bà giúp tớ với? Sao sống thiếu bà được ạ? À? Wow, gì vậy? Cậu muốn gặp lại bà cậu không? Tôi nghe rồi, rõ mồn một. Ngủ đã cả người luôn. Cảm ơn anh bạn nhé. Hello. Đồng hồ đang tính giờ đó nha. Phải làm việc thôi. Chắc cậu cũng hiểu nhỉ. Cảm ơn. Chào nha. Chúng ta đang nấu ăn nhỉ. Tận dụng cái này được nè. Cảm ơn. Biết rồi, nguyên liệu bí mật của mình. Không ai có thể từ chối Cherry cả. Sao chỉ dùng một quả trong khi có 7 quả ở đây chứ? Này, ok, xong rồi nè. Nhìn quá là ngon luôn. Tuyệt, bánh của cháu thắng rồi. Ăn luôn mấy bé Cherry đỏ mọng này nào. Miệng bà. Ok, sẵn sàng cho món ngọt tiếp theo chưa nào? Đơn giản thôi nha. Hình như chúng ta sẽ làm bánh quy. Chuẩn luôn. Wow, bà biết phải bắt đầu thế nào rồi. Bà ổn không ạ? Lại đây, bà cần cháu giúp. Nào. Cảm ơn cháu yêu. Chẳng gì bằng một cú bẻ lưng để bắt đầu cả. Bà đang làm rất là nhiệt đó cháu yêu. Có vẻ bà đã xong rồi đây. Cháu nhìn đi. Ôi trời. Này, có phải chim không bà? Chim hả? Ôi, chiếc này có chữ ăn đi. Yay. Chờ chút đã nào. Mọi thứ đang to ra hay mình đang nhỏ lại vậy? Mandy. Đừng lo nha, bà sẽ giúp cháu yêu. Không. Ha. Ok, nên dùng cái này không? Đũa phép của mình. Alakazam. Cháu đang lớn lên đó. To lại rồi. Cảm ơn bà. Bà cứu cháu đó bà. Giờ cháu phải nướng bánh đây. Ở đây ấm ghê. Có tiến triển rồi này. Nhìn ok con dê đấy chứ. Ok, cháu làm bánh quy hình trái tim siêu xinh luôn. Tặng cho người hùng của cháu ạ. Cháu tặng bà yêu nè. Cảm ơn cháu. Ngọt quá. Bà ơi, nhìn kìa. Đáng lẽ mình phải cảnh báo cậu ấy. Nhỏ xíu luôn. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Đâu rồi ta? Mình nhớ là để ngay đây mà. Bà ơi, con đang tìm iPad đấy bà. Con chả thấy nó đâu cả. Bà có thấy không? Cái gì cơ? Bà chả hiểu mấy thứ xịn sò của mấy đứa. Mình thích cái thớt này quá. Bà làm gì thế ạ? iPad của con. Không thể tin nổi luôn.
Không sao mà, thở nào. Bà ơi, bà làm gì thế này? Gì? Bà làm salad thôi mà. Dưa leo nhìn ngon quá trời. Nhắm mắt lại nào Lily. Mẹ có quà bất ngờ cho con đây. Chúc mừng sinh nhật. Wow, hucky wucky. Oh, cảm ơn mẹ. Con phải đi đây. Không 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 không. Phủ, tới nơi rồi. Suýt thì toang cả nút đã. Cảm thấy thoải mái ghê. Đáng lẽ mình không nên uống nhiều nước ngọt. Ok, xong rồi, mình chơi hucky thôi. Úi, phải xả nước cái đã. Cậu là bạn thân mới của tớ á. Hucky. Không. Ở nguyên thế nhé. Mình có cách rồi. Chỉ cần vài sản phẩm vệ sinh thôi. Tụi mình hòa màu lên nào. Nhìn ổn quá. Ok, sao nữa nhỉ? À biết rồi, thêm chút bọt nhé. Mình sẽ phủ lên toilet và cả hucky nữa. Vui thật đấy. Thêm một lớp bọt nữa này. Nhưng có gì thiếu thiếu. À, mình cần chút bỏng ngô nữa. Và kim tuyến sẽ làm mọi thứ bừng sáng. Lily, con ổn không đấy? Con bé ở trong đó lâu lắm rồi. Phải vào kiểm tra mới được. Lily, sao lâu thế hả con? Lily, mẹ đã bảo con xả nước mà. Đừng nghịch nữa con. Không phải như mẹ đang thấy đâu. Hucky ạ, kẹt rồi mẹ ơi. Không sao, để mẹ giúp. Thấy chưa, ổn mà. Nhìn cậu ấy kìa. Trông khủng khiếp thật. Nhưng mẹ biết cách xử lý rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Tập trung nào, không thể phạm sai lầm nào cả. Làm luôn thôi. Thú vị đấy. Hiểu rồi. Phải phẫu thuật thôi cả nhà. Tim cậu ấy tàn nát mất rồi. Không thể sửa lại được nữa. Không sao đâu, mẹ còn vài quả tim này. Mẹ đã thu thập đấy. Nhưng hôm khác mẹ kể cho nhé. Vụ này đơn giản đấy mà. Thế là xong, Hucky ạ. Giờ chúng ta cần giặt nó. Cậu bé sẽ sạch như mới trong chớp mắt. Lo lắng quá à. Xong xuôi, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Tuyệt quá mẹ ơi. Việc của mẹ mà. Lily, mẹ cần chút riêng tư. Vụ ấy chắc không ổn rồi ạ. Chắc mẹ phải nín một chút rồi. Úi. Một tô đầy kẹo ngon lành luôn. Của mình cả đấy. Chào bé con, đưa đây nào. Giờ chưa được ăn kẹo đâu con. Nè, ăn táo mọng nước thơm ngon đi. Giòn quá trời. Nhưng chán lắm. Con không muốn ăn. Không. Được rồi, Lily, đừng làm thế nữa nhé. Wow, mẹ ngầu quá à. Cơ mà con chuồn đây. Từ từ nào cô bé. Mình chả bao giờ được ăn đồ ngon. Chờ chút. Mình có ý tưởng này. Mẹ nghĩ con sẽ thích đấy. Sao ạ? Tay mẹ không có cái gì nha. Nhưng sao tay con có gì đây này? Cái gì? Sao được ạ? Sao mình lại không thấy nhở? Cũng ổn nhở. Nào con, thử luôn đi. Con cho táo vào đây ạ. Rồi đặt cái kim như vậy để cố định táo. Giờ mình phải chỉnh vị trí tay bào và mở máy này. Wow, nhìn này bà con, nó đang gọt táo đấy. Wow, nhanh quá trời luôn. Xem nó chạy kìa, cứ như một sợi mì siêu dài ấy. Wow, nhìn hay tuyệt luôn. Giỏi quá con yêu. Mùi thơm xỉu, mình không cần cái này nữa rồi. Nhưng khoan, có lẽ mình dùng cái này được đấy. Đã đến lúc nấu món gì đó ngon lành rồi. Mẹ sẽ cho vỏ táo vào trong nồi, rồi thêm nước vào. Mẹ sẽ rót nước ngập vỏ táo. Tiếp theo là đường nhé. Khuấy một cái thật nhanh này. Và chờ cho đến khi nước sôi. Giờ phải chờ một chút. Được rồi này. Món táo hầm siêu ngon đấy nha. Của con này Lily. Ngon xỉu luôn. Con muốn thử lắm ạ. Con sẽ múc táo lên một miếng bánh mì. Khoan, mình có ý tưởng này hay hơn. Thử với táo xem nào. Thế nào cũng ngon nhức nách luôn. Wow, tuyệt cú mèo. Nhưng mà... thôi, kệ con đấy. Ít nhất thì con bé cũng ăn trái cây. Vứt bớt kẹo đi thôi. Mẹ nói gì cơ ạ? Mình ăn món này cả ngày cũng được. Mẹ ơi, xem con có gì này. Tuyệt quá con yêu. Mẹ có nhìn đâu mẹ. Mẹ đang đọc báo mà. Xem con nhảy cao chưa này mẹ ơi. Wow. Lily, con ổn ạ, suýt thì tiêu đời. Nhìn con kìa, bẩn hết cả rồi. Mẹ phải lau sạch cho con. Hả, con xinh mà mẹ. Người con toàn đất cát kìa. Đứng im. Con không thích lau mặt đâu. Bye mẹ. Lily, quay lại đây. Mẹ không bắt được con đâu. Được rồi ạ. Con phải đi tắm. Sao ạ?
Không đâu, con ghét tắm. Biết ngay là con sẽ như thế mà. Mình phải chuồn khỏi đây. Này, sô-cô-la, món mình thích á. Bim bim, mình sẽ tràn đầy năng lượng luôn. Mình phải cắt đuôi mẹ. Bánh kem nhìn ngon quá. Ôi không, mẹ sắp kịp kìa. Mình quá già rồi. Chắc mình cũng không cần đuổi theo đâu. Mình có ý tưởng này. Đầu tiên là còn một giấy nướng bánh, rồi rót xà phòng lỏng vào. Giờ mình chỉ cần ngồi đợi nó khô lại thôi. Khi đã xong thì mình cho thêm xà phòng vào. Mình muốn nó nhìn giống bánh nướng. Mình sẽ thêm cốm vào để nhìn cho thật. Giờ lấy cái khuôn ra nhé. Ok, uống trà thôi. Cẩn thận đó, nóng lắm. Ok, đợi đủ rồi. Quẩy mũi tên nào. Và tụi mình có gì thế nhỉ? Lạ quá. Mọi thứ bắt đầu thú vị hơn rồi. Eo ơi, sao lại có cái này ở đây? Chắc mình sẽ ói mất thôi. Chúc may mắn. Mình sẽ cần nó. Mandy, cụng nè. Cháu không tập trung tí nào cả. Biết rồi. Bánh mì mới nướng thơm quá trời luôn. Nhưng nó sẽ không giống bánh mì nữa đâu. Thắt dây an toàn nào các cháu. Để xem bà còn nhớ cách làm không. Tua nhanh nè. Nhìn như thật luôn nhỉ. Và tin hay không thì tùy. Nhưng món này ăn được đó. Ngay cả những cái chân đáng sợ. Đúng là tuyệt tác. Tuyệt. Thế còn cậu thì sao hả Mandy? Dậy đi cháu. Cháu ngủ quên rồi. Tụi tớ đang đợi nè. Chắc phải làm được gì chứ. Giờ sao? Lấy một con của bà đi. Cháu cảm ơn. Còn bọn đó ngon ơi là ngon luôn. Cháu cho mọi người thử đó ạ. Mình phải làm gì con bé đây? Chúng ta đã rõ ai là người thắng cuộc rồi nhỉ? Tuyệt, cảm giác chiến thắng thật tuyệt. Ăn thêm bọ không nào? Tớ hả? Mang ra đây luôn đi. Của cậu hết đó. Woohoo, tuyệt quá à. Mấy con này ngoe nguẩy ghê thật. Vòng tiếp theo tới đây các nàng ơi. Cả hai sẽ hoàn thành xuất sắc đây. Mọi người có biết thử thách là gì không? Ta-da! Kem hả? Đúng món mình thích rồi. Nhưng mình chưa làm món này bao giờ. Để xem đồng tiền này giúp được gì nào. Chẳng biết nữa, nhưng cứ thử xem sao. Để coi. Này, được một cây kem luôn. Wow, xem này bồ. Không, đợi tí, chưa xong đâu. Vậy hả? Tớ không nghĩ thế. Thật ra thì tớ có ý tưởng triệu đô á. Thử trò này nha. Ok, giờ làm đông. Nhìn có cưng không này? Yum. Không, phải đợi xíu đã. Mình sẽ bán ở mấy trận bóng lớn. Có ai muốn ăn kem chân cún không nào? Tuyệt, bán chạy quá trời luôn. Giàu to rồi. Mình chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế này. Trong này có bao nhiêu thế nhỉ? Không biết bà có đồng lẻ nào không? Cúc áo hả? Vậy thì sao mà mua? Ai chả, chán thật luôn ấy. Ồ, bà mình không có nhiều tiền. Còn mình thì có đầy luôn. Cho bà sao? Ồ, cháu ngoan quá. Của anh đây. Sao bà không mua được gì? Thật ra thì... Đừng quan tâm, nhiều len quá này. Đúng là ước mơ của bà. Bà biết phải làm sao rồi. Nhìn vui thật đấy. Một kem len nữa. Lên đây các cháu. Nhìn ngon chảy nước miếng luôn nhỉ. Wow, trông tuyệt quá bà ơi. Ủa, bà mình đâu rồi? Đợi bà chút nha Mandy. Bà đang bận tí ấy mà. Dạ vâng ạ. Xịn, bà và anh có thể làm cái này không? Cũng không tới nỗi. Con nhỏ nên cho con đi trước nha. Cháu cảm ơn bà. Cái bắp này nhìn ngon thật sự.
Ồ, ăn ngon nha cháu trai. Chắc chắn là ngon và ngọt lắm đây. Bỏ cái vỏ ngô này đi nè. Có vẻ cháu tôi biết cách làm nhỉ. Chuẩn, chuyển luôn nào. Cắt đê. Xem lại pha đó nào. Hoàn hảo, đây chính là cái bắp xinh nhất quả đất. Nổi lửa lên nào anh em ơi. Mình thích bắp nướng nóng giòn nha. Oh yeah. Mình nướng quá là hoàn hảo. Tèn tèn. Giờ là đến bước cuối cùng cực kỳ quan trọng. Xiên que cho ngô nè. Ta-da. Và thêm một chút ngọt ngào đầu lưỡi nữa. Ít ít thôi nha. Một chút trên bề mặt là ngon lành. Xem mới đã cái nư chưa này. Cháu tôi cứ chống mắt lên mà xem này. Bà sẽ trổ tài cho các cháu lé mắt. Mình phải làm gì với cái này đây ta? Cái này hình như không có ăn được. Hay là... mình phải động não để làm mới được. Một vài đường lõm có thể tạo ra hạt ngô đó nha. Mình chỉ cần vẽ họa tiết chuẩn chỉnh thôi. Bây giờ đã có đường dọc rồi, thì tiếp theo mình nên thêm đường ngang nhé. Một đường nữa nè. Giờ kẹp mấy cái que lại này. Rồi lấy xiên ra nha các cháu. Ta-da. Đầu tiên là cán ra này. Rồi để nó qua đây. Và thêm bắp vàng vào. Hãy cẩn thận đặt đất sét ở đây nhé. Sau đó nhẹ nhàng tạo hình bằng ngón tay. Đấy, trông thật là xinh đúng không các cháu? Chúng ta làm tuyệt quá nhỉ? Mình thích bắp. Không biết mình có đang thèm đồ ngọt không ta? Ngon xỉu ngang luôn. Cứ như là ăn tráng miệng vậy á. Nhưng mà cái này nhìn cũng thích này. Sao lại thế mọi người ơi? Kinh quá. Thôi cháu không ăn đâu. Anh Jared thắng. Biết mà. Thôi lần sau nha ngoại. Tiếp theo, kẹo ngọt ngon xỉu đây ạ. Thế nào cũng thú vị lắm cho xem. Món mình thích nè. Kẹo trái cây đó. Gì đây? Món này đỉnh nhất quả đất luôn. Đỏ cũng chính là vị mình thích nữa. Gì đây? Trông ngon quá bà nội nhỉ. Bà thấy cũng hay phết. Ôi, sao vậy ta? Cửa! Bà không mở được. Chắc bà sẽ chẳng bao giờ được ăn rồi. Ôi, bà của cháu. Bà đưa cháu chỉ cho. Bà chả hiểu làm sao luôn. Cứ để cháu. Chà, nhìn màu mè chưa này. Cũng hay ho phết đấy nhở. Giờ sao ta? Hay là mình... để xem phát nào. Sao mấy con số này nó bé tí thế nhở? Sóng yếu quá mấy cháu ơi. Được chưa ta? Đây rồi. Alo. Vâng, tôi cần trợ giúp. Kẹo trái cây ạ? Vâng thưa bà. Chỉ cần ăn thôi sao? Wow, cảm ơn cháu nhé. Đơn giản mà. Đến lúc khiến món này hay ho hơn rồi. Món này hơi bị lành mạnh luôn nhé. Đúng chuẩn món cuốn chay luôn. Ôi trời, bà có thể ăn cả trăm chiếc kẹo này luôn. Không, thế thì chả ngon gì cả. Còn một cái thôi nè. Tuyệt vời. Sao mình không nghĩ ra từ trước chứ? Món cuốn bên trong một miếng bánh tráng này, bá cháy luôn. Nhìn như một chiếc kẹo nhỏ xinh ấy. Mùi thấy ghê quá à. Kem thì sao? Ai cũng mê món này nhỉ? Một thìa to đùng, thế nào cũng ngon tuyệt. Chuẩn như Lê Duẩn. Sau đó gấp lại như vậy này. Gấp các góc lại với nhau. Ôi, nhìn đúng là xinh xẻo luôn. Nhìn như bánh su kem á ta. Có vẻ như chúng ta đã sẵn sàng rồi. Ủa, bà nội ơi. Ôi không, bán sạch rồi.
Nhìn ngon quá, nhưng sao có mỗi một đĩa thế ạ? À? Chuyện gì vậy? Ôi trời! Ừ, thôi không sao đâu ạ. Dù sao thì cháu cũng có cái này để ăn rồi. Trông đã ghê! Dã man con ngan! Vòng này anh Jared lại thắng! Woohoo! Biết ngay là món này sẽ đỉnh lắm mà! Ok con dê! Bắt đầu chơi thôi cả nhà ơi! Chúc may mắn! Bỏng ngô à? Hình như của cháu được làm sẵn luôn rồi! Cái này đã được chế biến đâu! Nhưng mấy hạt ngô này trông rất là ngon đấy! Ái chà! Đây là món cháu thích đó ạ! À. Khoan! Trông ngon mà! Chắc là mình có thể làm nó ngon hơn! Chuẩn! Đến lúc du hành đến xứ sở hương vị rồi! Muối và bỏng đúng là cặp đôi hoàn hảo đấy! Nhưng xíu xíu thôi nhé! Hoàn hảo! Ok! Một chút nữa thôi! Đấy! Jared! Nhiều thế! Ngon quá! Đừng! Ok! Rắc nhiều nữa nào bà con! Ok! Đây chính là tuyệt phẩm nhà bếp của mình! Biết rồi! Không ai nấu ăn xịn sò như bà của các cháu đâu! Và giờ chúng ta sẽ làm một món cực kỳ ngọt ngào! Cần chuẩn bị một chút xíu nữa thôi! Nổi lửa nào cả nhà ơi! Thêm một chút nguyên liệu bí mật này! Tuyệt! Giờ là phần quan trọng nhất đó! Chúc vui nhé mấy hạt bắp! Suýt nữa thì bà quên! Chúng ta cần xíu xíu nước! Chuẩn rồi! Giờ để phép màu xuất hiện nhé! Xem các nguyên liệu sôi xèo xéo lên kìa! Nghe đã tài thật đấy! Cứ như là bên trong chảo có một bữa tiệc siêu vui vậy! Và giờ sô-cô-la đã tan hết rồi! Cả nhà nhìn này! Ngon nhức nách luôn! Ý tưởng này quá là xịn! Tô bỏng của mình xịn sò quá! Oh yeah! Để xem con bé thích cái nào nha! Dạ vâng! Hồi hộp quá đi mất! Cái này là gì đây ta? Ok! Eo ơi! Toàn là muối thôi! Xem này! Cái này trông ngon hơn ý! Xịn quá bà nội ơi! Chà ơi! Bà thắng này! Đến lúc ăn lành mạnh xíu rồi! Chúng ta sẽ dùng táo! Nghe được đó! Dạ! Mời quý bà đi trước! Ngoan quá! Ok! Để xem có gì nào! Chà! Đúng là táo rồi đấy! Bà thấy hơi bị chán đấy! Cháu nghĩ sao? Bà nên làm gì bây giờ nhỉ? Cháu mở đây ạ! Wow! Sao lại chả có quả táo nào nhỉ? Có mềm không ta? Kỳ ghê! Giờ sao nhỉ? Khoan! Mình có ý này nè! Bà đổ với cháu nhé! Nghe ổn à nha! Tuyệt! Quá là tuyệt! Táo thế này mới là táo chứ! Thế nào cũng vui lắm cho xem! Có cách rồi! Đầu tiên là lăn lăn cục bột này nè! Tuyệt! Ổn thị áp rồi đấy các cháu! Tiếp nào! Thêm vài nhát nữa nha! Rồi đến công đoạn hay ho này! Chúng ta sẽ cần những cục bột tròn xoe! Xem này! Vậy là chuẩn chỉ rồi đó! Nhưng phải thêm một cái lỗ nữa nha! Và tiếp theo! Chút màu xịn! Vị y như táo luôn. Mấy cục bột này trông giống táo rồi đấy. Nhìn rất đẹp phải không nào? Đợi bà xíu nha. Bà cần nướng chút thôi. Xem nó nở ra kìa. Thế là chín rồi đấy. Của bà trông thật hơn của cháu đấy. Xem đây này. Nhưng cẩn thận nhé. Nóng lắm đấy. Các cháu phải xếp cho đẹp mắt nữa nhé. Đấy. Vừa như in trong đĩa luôn. Quá xinh.
hình như chúng ta hết giờ rồi. Úi, để xem con bé thích đĩa nào nhé. Yay. Hình như có ai cắn trái này rồi á. Kinh quá. Thôi, chả ăn đâu. Mấy quả này thì khác. À, là bánh mì đó bà con ơi. Ngon rớt nước mắt luôn. Bà của cháu thắng ạ. Thôi đừng khóc mà. Mình yêu sô-cô-la, mình thích sô-cô-la. Nào, dừng lại cho ngoại. Buổi sáng không được ăn vặt nhé. Eo ơi, kinh quá, con không ăn đâu. Khiếp. Này, ăn kẹo con sâu ngon ngon không bé? Đã cái nừ lắm đấy. Con làm gì đấy, mang kẹo ra khỏi phòng cho ngoại. Con không ăn đâu. Ngoại thấy chưa, con bé muốn kẹo cơ. Không, con không ăn cái gì hết. Nào, cầm lấy đi bé con. Không là không. Mọi người đi đi. Wow, chuyện gì vậy nhở? Hình như bà cháu mình được tham gia thử thách. Chiến thôi. Tuyệt. Sô-cô-la này. Món này ngon nhất quả đất. Sô-cô-la. Con cho ngoại đi trước nhá. Kính lão đắc thọ mà. Cảm ơn con. Xem nào. Ngoại có mứt sô-cô-la hạt phỉ. Ngon khỏi chê. Ngoại sẽ mở ra và thử một miếng xem có ok không. May mà ngoại luôn mang theo thìa đấy. Thử như vậy là đủ rồi nhá. Quá đã. Thôi thì ngoại sẽ chiều đãi bản thân bằng một miếng to hơn. Sẽ ngon lắm đấy. Nhằm nhằm nhằm. Nhìn ngoại ăn thèm thật đấy. Để xem mình có gì nào. Là một thanh sô-cô-la. Chắc mình có thể... Không, chắc là chả ổn đâu. Thôi. Ngon tuyệt. Ôi không, hết sạch mất luôn rồi. Ngoại đã chén sạch. Buồn quá, ai mà ngờ nó lại hết chứ. Ngoại cảm ơn con, đúng lúc ngoại đang khát luôn. Bạn chờ chút, ngoại có ý này hay cực. Ngoại sẽ rót sữa vào cái lọ này. Nhìn đẩy lên kìa, thế là xong. Rót sạch sữa rồi nhé. Ok, ngoại sẽ đóng nắp lọ lại một phát. Như vậy đấy, giờ thì lắc lắc lắc. Điệu nhảy này cũng cháy phết chứ đùa. Tập thể dục cho chuột luôn này. Ok, đã đến lúc mở nắp và xem bên trong có gì rồi. Và giờ ngoại sẽ thêm một chút kem tươi để khiến món này ngon hơn. Nhìn chỗ kem tươi đã cái nơi ấy kìa. Thêm nữa nghe các cháu. Thơm ngon hảo hạng nha. Và thế là xong, chừng ấy là đủ rồi. Cốm này, thêm cốm rắc thêm ngon nha. Ngoại sẽ rắc một nhúm lên trên kem tươi này. Không nên rắc nhiều quá đâu, một tẹo thôi nhá. Tớ sao nữa nhở? Đến lúc ngủ miếng rồi. Tự nhiên mình nghĩ ra trò này hay cực. Mình sẽ cần đến cái máy sấy tóc đáng tin cậy này. Và giờ đã đến lúc làm chảy sô-cô-la rồi. Dẻo chưa này. Ok là, cầm phong keo lên và dùng tới kéo nào. Mình sẽ cắt ở góc để mở túi ra. Ngon lành, giờ mình có thể bóp sô-cô-la chảy lên đĩa rồi. Tuyệt, nhìn chỗ sô-cô-la ngon chảy nước miếng ấy kìa. Quá đã. Thêm một chút nữa thôi là xong xuôi rồi. Nhìn giống cục kỹ đấy nhở. Mà giờ mình sẽ đổi nó với món của ngoại. Thế là mình có món ngon còn ngoại có món thấy ghê. Ngoại ơi. U là trời. Nhìn ngon quá à. Còn có ống hút này. Hết sảy, món này hơi bị đỉnh luôn. Cảm ơn anh hai. Anh hai, vậy là sao hả? Ngoại là món đó mà. Eo ơi, cái gì đây ạ? Cục kít sao? Khoan, mùi giống sô-cô-la lắm nhé. Đây là sô-cô-la mà. Ngon tuyệt cú mèo, con thích lắm. Cả hai cùng thắng ạ. Chà, vậy bà cháu mình cùng vui rồi nhé. Tiếp theo, con muốn ăn bim bim, giòn giòn, ngon ngon. Wow, lựa chọn quá đỉnh, con hồi hộp quá ngoại. Để xem mình có cái gì nào. Hay nhở, bánh tortilla này. Thế nào mình cũng thành công cho xem. Mình sẽ đặt bánh lên khay ăn, bên trên giấy sáp và mình cần dầu nữa. Vết dầu ô liu lên bánh tortilla này. Nếu đừng quên nêm nếm nha, một chút tiêu sẽ ngon lắm đấy. Vậy là ổn áp, cho vào lò nào cả nhà. Ủa, ngoại làm gì thế ạ? Úi trời, ngoại mải đan len quá ấy mà. Để xem ngoại có gì nào. Ngoại có khoai tây tươi này. Hay phết. Đến lúc cắt lát để làm bim bim rồi. Như vậy đấy, khoai tây của ngoại đã được cắt để biến thành bim bim rồi. Kích thước này là vừa đẹp để cho vào máy nướng bánh. Ngoại sẽ ngồi đây để chờ nó nướng. Mùi gì ấy nhở? Hình như là khói sao. Con cũng ngửi thấy. Tortilla của con. Con đi cứu món đó đi. Còn ngoại thì ngồi hóng khoai tây tiếp đây. Xong rồi này, bắt lấy món ngon nào. Tuyệt vời. Ôi không. Ôi, này, cầm đi con.
Nóng quá ngoại ơi, con chụp bằng miệng được này. Ngon quá đi, con thích lắm ngoại ơi. Con thích làm ngoại vui lây luôn đấy. Trời ơi, bánh tortilla của con cháy thành than luôn rồi. Eo ơi, ngoại yêu thắng. Cái này mùi khét quá đi mất. Tiếp theo con muốn ăn trứng. Trứng siêu ngon luôn. Ngoại ơi, lần này cho con mở trước nha. Con cũng chả biết con đã hóng cái gì, nhưng đây chắc chắn là trứng rồi. Ngoại ơi, cho con mượn chảo được không? Được chứ, ngoại lúc nào cũng mang dư một cái phòng trường hợp khẩn đó. Con cảm ơn, nhưng giờ mình phải nghĩ ra nên làm cái gì. Mình có 3 chai trứng ở đây và cái chảo của ngoại nữa. Chắc mình phải nấu được món nào đó chứ nhở. Nếu như mình làm thế này... Thằng bé cả nghĩ quá, để xem ngoại có gì nào. Ái chà, vậy là ngoại cũng có 3 quả trứng rồi. Ok, ngoại đã có kế hoạch hay ho. Giờ ngoại phải tìm ấm để đun nước. Mình chả hiểu cái mô tê gì hết. Thế là xong. Tiếp theo, ngoại cần một cái đồng hồ. Một cái búa nữa. Đến lúc đập nát đồng hồ để lấy linh kiện rồi. Như thế này đấy. Chiếc lò xo này đúng là hoàn hảo. Đây chính là thứ mà ngoại đang tìm kiếm. Giờ hãy dùng lò xo để cắt trứng đã luộc kỹ nhé. Chỉ cần ấn nó qua quả trứng thôi. Lò xo sẽ nhẹ nhàng lướt đi. Và thế là xong, ngoại đã cắt trứng làm đôi rồi này. Giờ cắt nửa này làm đôi luôn nhé. Đỉnh của chóp, hình dạng này trông vui quá. Ngoại rất tâm đắc. Ngoại sẽ thêm paprika và hạt mè để trứng xinh xẻo hơn. Nhưng còn số dư thì làm sao bây giờ? Cuối cùng mình cũng nghĩ ra rồi. Wow, trứng bể ngay luôn kìa. Giờ đập luôn 2 quả kia nhé. Tuyệt, giờ mình cần tương ớt siêu cay cho bước tiếp theo. Nuốt ực chai tương 3 trái nào. Tuyệt, hơi bị được. Cay quá đi. Lửa này đúng là cháy bỏng mà. Nhưng mình đã chiên trứng y như dự tính rồi. Ôi bé ơi. Chắc không sao đâu. Yay, trứng này. Món ăn sáng mình thích nhất. Mình sẽ thử đĩa này trước. Ngon ngon, tuyệt quá. Yay, con bé thích kìa. Ok, giờ con sẽ thử món này. Con đĩa đây rồi. Mình mê tít trứng chiên. Ủa, chuyện gì vậy? Áo, có vỏ trong trứng này. Ngoại lại thắng nữa rồi. Trứng của ngoại không có sạn nhé. Giờ con muốn bong bóng. Bong bóng siêu vui. Ngoại ơi, đằng kia có gì kìa? Sao đấy? Tuyệt, để xem mình có món gì nào. Cái gì đấy má ơi? Này thì liên quan gì đến bong bóng chứ? Ngoại thích uống trà nóng vào buổi sáng. Uống bằng ống hút thì càng vui hơn. Trà ngon nhức nách. Mình nảy ra ý này này. Lại chiêu dụng máy sấy tóc nào. Giờ làm chảy mấy chiếc kẹo ra. Đúng là đã khát và ngon lành mà. Phải rồi, ngoại phải xem có món gì dưới lồng nữa. Ôi thần linh ơi, ngoại của con có nguyên núi kẹo gum nè. Lâu lâu ngoại cũng thích nhai kẹo gum. Giờ để ngoại thử và thổi bóng xem sao. Không được rồi, chắc ngoại sẽ cần thêm kẹo để thổi thêm bong bóng. Ok, giờ thử thổi lần nữa xem sao nè. Nổ mất rồi. Mà cũng vui quá. Ok, ngoại sẽ cần thêm kẹo. Và mồm nào kẹo ơi. Đến lúc thổi quả bóng bự nhất trái đất luôn rồi. Ngoại triển nhá. Đến giờ thổi bóng rồi. Mình sẽ làm kẹo chảy ra. U là trời, ngoại bay lên mất rồi. Hả? Ngoại mình đi đâu vậy? Wow, bay lên cao dã man. Bài ngoại nha. Ok, vậy là mình đã làm kẹo chảy ra hết. Giờ là bước tiếp theo. Mình cần cái ống hút này. Mình phải đưa một đầu ống vào chỗ kẹo chảy. Kẹo phải dính vào đầu ống hút nha cả nhà. Và giờ mình phải thổi vài quả bong bóng. Tuyệt, hiệu quả này. Nổ mất rồi, hay quá đi. Điều tuyệt nhất đó là bạn có thể ăn chúng luôn đấy. Trời đất ơi, cuộc phiêu lưu ấy đúng là lạ. Ngoại ơi, không ngờ ngoại lại ngã từ tận trên đó. Ngoại đang nhức hết cả đầu đây. Yay, chơi bóng bay nào. Ủa, bóng bay đâu ạ? Anh không biết của ngoại thế nào, nhưng thử của anh đi. Dạ vâng, em có sẵn ống hút luôn này. Giờ em sẽ thổi. Wow, có bóng bay nè. Yay, em thích bóng bay. Và em sẽ ăn nó luôn. Ngon ơi là ngon. Đây là món em thích, anh hai thắng. Tuyệt, thắng rồi này. Yay, ngoại yêu thắng. Trời ơi, không thể tin nổi mình lại thua. Ngoại rất vui vì con thích đồ ăn của ngoại hơn. Ngoại ơi, con có hoa để chúc mừng chiến thắng của ngoại ạ. Cháu trai của ngoại ngoan quá cơ. Cháu đang gây sự nhầm người rồi. Cô là nhà vô địch của chiến ngón tay cái. Và cô vẫn bất bại. Đó là mì ống à? Cô thấy nó trước. Buông ra đi bà già. Cháu sẽ phải cậy nó ra khỏi tay cô. Vâng, thử đi. Cô thật là khó chịu, cô có biết không? Được rồi. Điều này sẽ khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Mình sẽ đổ nó ra đĩa. Không, bây giờ cô định làm gì? Con bé quá khỏe.
nhưng mình có một ý tưởng. Mình sẽ đổ bột vào bát. Mình sẽ không cần nhiều đâu, vậy là ổn rồi. Mình sẽ cần màu thực phẩm, mình dùng xanh lá, sau đó là trứng. Mình sẽ trộn tất cả lại với nhau, mình muốn tạo ra một cục bột. Đúng là mệt thật, nhưng nó trông đẹp lắm. Mình sẽ lật nó lên bàn. Đây là công thức gia truyền lâu đời, đã đến lúc cán bột ra. Mình cần nó mỏng và đẹp, cái này có vẻ hay đấy. Không ngờ tới hả? Cô là đầu bếp chuyên nghiệp đấy. Bây giờ, mình sẽ thêm các ngôi sao màu đỏ. Mình cũng làm chúng từ bột nhào. Mình sẽ lăn chúng, rồi cho vào bột này. Như vậy đấy. Bây giờ mình sẽ cắt nó. Mình sẽ bắt đầu với những phần dài. Lăn từ bên này qua bên kia nhé. Mình sẽ làm thêm miếng mì ống vuông nhỏ. Vậy là ổn rồi. Nhưng vẫn chưa xong. Mình sẽ khiến chúng trở nên đặc biệt hơn. Mình sẽ biến chúng thành những chiếc nơ nhỏ. Ồ, đợi đã. Cô làm đấy ạ? Mì của mình bây giờ trông chán ghê. Chúng đã được nấu chín và sẵn sàng để ăn. Nhưng nó vẫn thiếu thứ gì đó. Mình sẽ dưới sốt phô mai lên trên. Điều này sẽ mang lại hương vị cho món ăn. Nó càng ngày càng ngon hơn. Sau đó là lúc hoàn thiện. Chà, cô ấy là một thiên tài ẩm thực. Trông ngon đấy. Nhìn mì ống của mình nè. Không so sánh, không đau thương. Đợi một chút. Màu thực phẩm. Đó là câu trả lời cho mọi vấn đề của mình. Mình sẽ thêm màu đen vào đĩa. Đen luôn là xịn sò. Đó là màu sắc yêu thích của mình. Bây giờ mình sẽ trộn tất cả lại với nhau. Trông thật tuyệt. Đỉnh quá đi. Mình chắc chắn sẽ ăn món này. Nó cần thứ gì trông mọng nước. Còn mắt luôn luôn đỉnh. Mới hái đấy nha. Cô nghĩ sao? Cô không thích cho lắm. Nhưng cháu làm ổn đấy. Cháu có thể thử một ít được không? Đừng có mơ nhá. Cũng đáng thử mà. Sao mình lại bỏ bữa sáng chứ? Ở đây có gì không nhỉ? Thôi thôi. Đợi đã, mình sẽ gọi bà yêu. Chắc chắn bà sẽ giúp mình. Bà đã làm món thạch ngon nhất thị trấn. Và luôn có những nụ hôn nồng thắm. Cháu yêu bà nhất. Hả, anh mình này. Để xem. Xin chào, sẵn sàng ăn snack chưa nào? Chắc chắn rồi. Mình thích một thử thách nấu ăn xịn sò. Làm thôi. Wow, tuyệt vời. Xin chào cả nhà. Chào cháu yêu. Chúng ta sẽ làm gì với em trai? Em muốn ăn kem. Tuyệt quá. Bà làm được á? Cháu sẽ nếm thử một chút. Đây có phải là hương vani Pháp không? Tuyệt, ngon quá. Cái đồ tham ăn này. Đến lượt bà. Một thìa kem ngon đến đây. Hãy nhìn vẻ đẹp ấy kìa. Cây kem ốc quế hoàn hảo. What? Ôi trời, mình quá phấn khích rồi. Tệ quá. Nhưng chờ đã. Thôi, dùng thử cái này đi. Mình chưa bao giờ dùng thử muỗng. Được rồi. Mượt quá. Cảm ơn bà yêu. Chỉ cần thêm vài muỗng nữa thôi. Chà, đỉnh của chóp luôn. Nhóc con thấy sao nào? Đã hết thời gian ngủ chưa? Cháu có nên không ạ? Chắc chắn rồi. Ok con dê. Thức dậy! Ai đó? Cái gì? Mình vừa hết đòi kem. Cháu có thích không? Là của cháu đấy. Mình chưa bao giờ thấy cái gì như vậy cả. Sẽ tuyệt lắm đây. Đó có phải là quả việt quất không? Tuyệt cả là vời. Kèm của anh mà lị. Tiếp theo là gì đây? Xem nào. Cháu muốn donut. Đó là những thứ mình thích. Đợi đã. Có ai gọi mình này? Xin chào. Ôi, tuyệt. Tớ rảnh lắm. Lũ trẻ này và mấy cái điện thoại. Mình phải làm bánh rán. Chúng ta không muốn làm nó quá mỏng. Cho đến nay trông vẫn ổn. Việc này nhọc thật đấy. Nhưng hãy nhìn những kết quả đi. Vòng tròn hoàn hảo quá. Thêm một ít kem tươi. Có cách nào khác để ăn món này không? Đã đến lúc xếp chồng bánh rán. Chỉ còn vài cái nữa thôi. Mong là sẽ không bị rơi ra. Ôi trời, mình hồi hộp xỉu luôn rồi.
Này, đã hết giờ. Cái gì? Ôi không, mình phải làm thật nhanh. Và mình biết cách đó nha. Trông có vẻ thật nhỉ. Chắc chắn mình sẽ qua ải này. Ăn đi nhóc ơi. Tuyệt, bánh to đỉnh quá. Tuyệt quá bà ơi. Cháu của bà là số 1. Bây giờ là của Matt. Thật dễ thương. Hơi dai. Mình không thể cắn nó luôn. Matt, thật kỳ lạ. Người chiến thắng rõ ràng là bà. Đỉnh. Biết ngay là như thế mà. Mình hơi lo lắng. Cháu đang muốn ăn pizza. Trúng tủ rồi. Mình thích pizza. Và bắt đầu với một ít bột ngon nhé. Hãy cán phẳng cục bột này. Cách làm hơi phức tạp. Có vẻ tốt đấy. Bây giờ đến phần thú vị nhé. Bây giờ trông ok la rồi. Có ai thích pepperoni không? Đây là loại topping yêu thích của mình. Nhưng sẽ chẳng là gì nếu không có phô mai. Thật nhiều phô mai. Mong là ai cũng ăn được phô mai. Chuẩn bị cho vào lò nướng thôi. Xong rồi à? Trông thật tuyệt vời. Mùi cũng thơm quá. Không gì bằng miếng đầu tiên. Nghĩ lại thì khiến nó thú vị hơn nào. Đây mới là pizza chứ. Đó là một đĩa bánh pizza tiệc tùng. Không, một đống pizza luôn. Mình có thể tiếp tục mãi. Cả nhà đang chảy nước miếng đúng không? Ôi trời. Wow, mình có cách tập thể dục rồi. Hãy mang bột mì lên. Tớ đang làm bột đấy cả nhà. Nào, làm việc đi. Chúng ta bắt đầu thôi. Hoặc có thể không. Việc này khó hơn mình nghĩ. Bà mệt rồi ạ. Bây giờ là cơ hội của mình. Bà sẽ không biết là nó đã biến mất. Bây giờ hãy điều chỉnh một tí. Một lát. Một chiếc bánh pizza nguyên thì sao? Phải cắt đúng góc nha. Thấy không? Có cả một chiếc bánh pizza này. Dễ thương quá ta. Miệng em chẳng có gì này. Đúng rồi, đây nhá. Đây là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời mình. Không có gì tuyệt vời hơn pizza mới ra lò cả. Pepperoni. Nữa đi. Thằng bé thích kìa. Ôi, bà ơi, đây là gì? Pizza cho em bé. Chỉ một miếng thôi à? Chán. Em thích của bà hơn. Ôi trời, thật tuyệt vời. Sẵn sàng nấu ăn chưa ạ? Đã đến lúc làm hot dog. Được rồi, bánh mì này tươi ngon quá. Chỉ thiếu cái xúc xích thôi. Nhưng ai lại muốn xúc xích nhạt nhẽo cơ chứ? Chúng ta phải có gia vị ngon. Thấy không? Cháu có gì đó xịn xò hơn này. Xin chào bánh khổng lồ. Hy vọng nhóc đang siêu đói. Mang đồ gia vị nào. Nhìn ngon quá. Ấn tượng nhỉ. Chà, to dã man con ngan. Đưa cho em. Mình phải bắt đầu từ đâu nhở? Trông giống như một chiếc hot dog cổ điển. Tỷ lệ gia vị và xúc xích thật tuyệt vời. Giờ là lúc chén cậu bé hư này. Thật đáng kinh ngạc. Bắt đầu nào. Và đó là cách để thực hiện. Thật tuyệt vời. Anh trai thắng ạ. Đỉnh. Cuối cùng mình cũng thắng. Con chào mẹ. Hả? Mẹ đâu ta? Mình đói và mình muốn ăn gì đó. Chà, hình như mình phải tự ra tay rồi. Đã đến lúc tấn công tủ lạnh. Để coi mình có cái gì nào. Chả có gì. Thất vọng quá đi mất. Hả? Thử thách nấu ăn sao? Xỉ, mình cũng sẽ tham gia. Mẹ sẽ nấu đỉnh như đầu bếp. Bà đã nướng bánh từ lúc mấy cừng còn đang bỉm đấy. Tới đi. Vui quá đi mất. Sẵn sàng làm thử thách chưa?
Đầu tiên chúng ta có một món tráng miệng ngon tuyệt vời. Bắt đầu thôi. Đơn giản mà. Mình hay mua bánh ngoài tiệm hơn. Để tìm trong túi xem có gì không nào. Mất này. Này được đấy. Thể nào cũng ngọt lắm cho xem. Mình sẽ cần khuôn nướng bánh và bột nữa. Mang theo phòng trường hợp khẩn cấp đó. Ai mà biết lúc nào sẽ cần đến chứ. Mình sẽ bắt đầu với bột. Đặt nó lên khay này. Dùng chốt thủ thuật cho bước này nhé. Hơi bị ấn tượng phải không? Giờ đổ mứt vào đó nào. Làm mình chảy hết nước miếng luôn. Phải phết mứt ra thật đều quanh mặt bánh nhé. Nhìn ổn quá. Giờ mình sẽ đặt các giải bột lên phía trên. Bắt đầu với giải nằm ngang này. Giờ mình sẽ thêm các giải dọc lên đó. Vậy là có kiểu mắt cáo nhé. Thế là mang đi nướng được rồi. Đợi bà một chút nha. Phải nướng cho đến khi chuyển thành màu vàng ươm. Mình sẽ để ý cái bánh thật kỹ. Mẹ làm bánh nhìn dễ quá. Mình phải làm gì bây giờ? Khoan, biết rồi. Mình có một cái bánh mì và một chai kem xịt nữa. Bánh không cần phải sang chảnh đâu. Chỉ cần ngon là được rồi. Mình sẽ xịt kem lên trên. Phủ hết cái bánh mì này nha. Rồi rắc cốm nữa này. Vậy là sẽ có thêm chút màu mè. Trông hơi bị ngon rồi đấy. Mình đùa ai vậy chứ? Chán quá trời luôn. Nhưng không lâu nữa đâu. Phải gọi trợ giúp thôi. Ơi, quả club này cháy ghê. Ai gọi mình vậy? Nghe thấy gì không? Alo? Bó tay thực sự. Chuyện gì thế nhỉ? Boom, bish, boom. Woo, woo. Có khẩn cấp không vậy? Xin lỗi, tôi cần anh giúp. Cái này cần chút gì đó hay ho. Gì thế này? Nhưng cô may mắn đấy. Tôi sẽ khiến cả nhà phải sững sờ. Xem đây này. Chuyện gì vậy? Wow, đỉnh của chóp. Quá hoàn hảo. Cảm ơn anh nhiều. Bánh của ngoại đã hoàn thành. Thơm mới là thơm nhé. Ủa, đó là một con kỳ lân. Mình lại quên uống thuốc rồi sao? Bà ơi, nhìn chằm chằm là vô duyên đó. Nó là thật. Không. Xem cậu làm gì kìa. Cái bánh. Đúng là thảm họa. Đến giờ rồi này, tôi phải đi đây. Hỏng mất rồi, là do con kỳ lân hồi nãy đấy. Chắc mình có thể cứu nó nhỉ. Mình đã làm bánh rất cực khổ mà. Sao mà để Lizzy ăn được. Xui xẻo thật sự. Tội nghiệp mẹ quá. Khoan, tặng mẹ này. Hả? Con đang làm gì thế? Còn tui tốt quá. Cảm ơn con yêu. Cái bánh này ấn tượng phết. Mình thích cái kết có hậu. Bà và mẹ cùng thắng đó ạ. Thật sao? Wow, thành công rồi con yêu. Ok, sẵn sàng rồi. Con muốn mẹ và bà làm pizza. Bà cũng không chắc lắm. Vòng này hơi khó đấy. Bà cần chút nguyên liệu. Mọi thứ mình cần đều có ở đây rồi. Để coi. Chắc chắn mình sẽ cần bột bánh. Phải cán phẳng nó ra đã. May mà mình có đổ lăn. Kích thước này chuẩn rồi. Mình hơi mệt rồi. Không thể mở mắt được luôn ấy. Ok, xào nữa. Nước sốt. Cái pizza nào cũng có vị cà chua. Lần này mình cần tương cà. Vậy sẽ nhanh hơn một tí. Xịt tương cà lên bột bánh nào. Biết vậy, mình chẳng đi bữa tiệc ngày hôm qua. Buồn ngủ quá. Thôi nào, phải làm cho xong mới được. Chút xíu nữa mình sẽ ngủ để da luôn tươi tắn. Thêm topping lên nha. Phô mai đâu rồi? Mình sẽ rắc lên bánh. Tí nữa phải ngủ sớm mới được. Mẹ chọn topping thú vị quá vậy ta. Mẹ vẫn biết mình đang làm gì phải không? Xuyệt, con à, mẹ cần tập trung xíu. Mẹ sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Này, dậy đi. Alo. Dậy đi mẹ ơi. Mở mắt đi ạ. Mẹ có thể ngủ bất chấp luôn. Ok, mặc kệ người đẹp ngủ trên bàn vậy. Phải làm pizza thôi. Vụ này có vẻ hơi khó đấy. Hay là dùng cái này nhỉ? Chẳng ai cấm mình mua bánh làm sẵn cả. Thêm chút topping nữa này. Sau đó cho vào lò nướng. Ý tưởng này quá đỉnh. Hình như mình ngủ quên mất. Còn thử thách. Sao mọi thứ mở thế này? Kính của mình đâu rồi? Đừng nói lại mất nữa nha. Chắc ở đâu quanh đây thôi à. Pizza của mình đã sẵn sàng. Và nhìn siêu ngon luôn. Lizzy sẽ thích lắm đây.
mẹ ổn không ạ? Mẹ chẳng thấy gì hết. Mẹ làm gì thế ạ? Để con giúp mẹ. Không có con mẹ biết làm gì chứ. Ok rồi. Pizza của mình. Con bảo mẹ rồi mà. Pizza sẵn sàng rồi Lizzie ơi. Mình vẫn chưa nướng nữa. Dỉ mũi. Cái gì? Oh, đến giờ chấm điểm rồi. Bà ơi, con thấy cái bánh kỳ quá. Bà không để cháu ăn đâu. Xin lỗi bé con. Bà ngủ quên mất. Thế còn mẹ thì sao? Vậy mới là pizza chứ. Mẹ thắng. Tuyệt, mình biết mà. Con vẽ xong rồi đây. Bà và mẹ làm bánh quy nha. Cái gì? Mình không biết làm từ đâu hết. Hay là mình... Hoặc là làm... Khoan, sắp nghĩ ra rồi. Tuyệt, mình biết làm gì rồi. Phải đặt hàng cái đã. Wow, nhanh dã man, cảm ơn. Bắt đầu thôi. Trình bày đẹp quan trọng lắm. Ta-da, con nghĩ sao nào? Mẹ nói thật ạ. Sao, có chuyện gì? Rõ ràng là mẹ chưa xong mà. Mẹ sẽ ăn thử một miếng. Ngon quá trời luôn. Kiểu cực kỳ ngon đấy. Nó làm mình nghĩ ra một ý. Mình sẽ tách bánh và nhân ra. Mình sẽ làm tương tự với cái bánh kia. Rồi chồng nó lên. Nhân đôi bánh, nhân đôi vị ngon. Khoan, mình không thể. Được không ta? Mình sẽ làm bánh quy khổng lồ. Tiếp tục chồng mấy cái nhân lên nào. Không biết mình chồng được bao nhiêu nhỉ. Bình tĩnh, mình không muốn nó đổ đâu. Đặt một miếng bánh quy lên trên này. Wow, như một cái tháp luôn. Xỉ, mẹ thấy tạm tạm thôi. Con cũng cố gắng rồi. Nhưng con thấy mẹ trổ tài đây. Tin mẹ đi. Mình cần lục túi lần nữa. Hả? Cái này ở đâu ra thế? Tập cơ bắp chút xíu nào. Oh, chào anh bạn nhỏ. Chả dùng được cái gì. Khoan, tiếng gì thế nhỉ? Mình ngồi lên cái gì thế này? Sao nó lại ở đây nhỉ? Nhưng mình không than đâu. Mình sẽ đổ vụn bánh quy vào một cái tô. Rồi thêm một thìa bơ đậu phộng vào. Và giờ là chút kem. Ít thôi là được. Vậy là đủ rồi đó. Trộn nó thành một hỗn hợp sệt nha. Rồi vo nó thành cục. Sau đó đặt lên vỉ nè. Rồi dưới sô-cô-la chảy lên trên. Vị sẽ ngon lắm luôn đây. Mình sẽ rắc cốm trước khi sô-cô-la đặc lại. Món này sẽ ngọt, dẻo và siêu ngon. Xong rồi đây. Ok, đúng là xinh phết. Nhưng đây mới là kiến trúc xịn sò. Mời con đấy Lizzie. Tuyệt. Ok. Hay quá à. Nhìn đỉnh quá ngoại ơi. Cảm ơn bé con. Còn mẹ. Được rồi. Con công bố mẹ là người chiến thắng luôn đi. Wow, mẹ chính là người thắng cuộc. Cháu nói thật hả? Tại sao? Ok, thử thách tiếp theo đây. Một chiếc bánh ngọt. Phải ngon nha mọi người. Cứ tưởng đây là thử thách chứ. Mẹ đừng khoe nữa. Mẹ đi mua thêm đồ dùng đây. Ra ngoài chơi nào. Chào con. Mẹ sắp đi tạp hóa sao? Mình dùng điện thoại là được. Để coi nào. Không. Cái này được này. Và giờ ngồi đợi xíu. Anh bạn này làm việc năng suất thật đấy. Xem thử nào. Đây rồi này. Đặt lên đĩa thôi. Đơn giản như đang giỡn. Mình sẽ thêm chút chi tiết. Sốt sô-cô-la chính là điểm nhấn cuối cùng. Củ nghệ thật sự. Cho con với ạ. Đi mua đồ vui quá. Đủ mọi nguyên liệu rồi đây. Hả? Mẹ chưa nhìn thấy gì nhỉ? Mẹ chẳng lo đâu. Mẹ có hàng xịn ở đây rồi này. Bắt đầu với một trái lê nha. Mình sẽ dùng chảo. Cháu bà sẽ thích lắm đây. Mình sẽ cắt miếng bột một cái. Rồi xếp phần nhân lên trên. Giờ gấp các phần của bánh lại. Mình sẽ cắt cái viền. Phải chiên cho chín vàng nha. Và đương nhiên là không thể thiếu sốt sô-cô-la được. Mẹ cũng làm được nhá. Xong rồi đấy. Con thấy sao? Của con ngon hơn ạ. Của con nè Lizzie, mong là con thích. Nhìn tuyệt quá. Thế còn món của bà? Wow, đỉnh cao. Bà ngoại thắng. Đương nhiên là thế rồi. Đây là vòng cuối ạ. Đã đến lúc làm sandwich ngon lành rồi.
tuyệt quá, bà làm được nè. Bà có cả một đĩa nguyên liệu tươi giói rồi. Nhìn này cả nhà, không có thời gian để lãng phí đâu. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Khoan, cho con bánh mì nha. Gì? Bánh mì hả? Ok. Con cần cả xúc xích nữa ạ. Và phô mai nữa. Có gì đâu. Khoan, mình chỉ còn vậy thôi sao? Mình biết làm gì với mấy món này đây? Làm người tốt thật thiệt thòi. Ái chà. Khoan, không biết. Được đó. Mình sẽ đặt phô mai lên giấy nướng, rồi đặt khay vào lò nướng. Đợi cho đến khi phô mai chảy ra nhé. Nhìn nó sôi lên kìa. Ok, lấy ra được rồi này. Khi phô mai nguội, mình sẽ đặt thịt và xà lách lên. Mình cũng sẽ thêm cả cà chua và hành tây. Giờ mình sẽ cuộn nó lại, giống như burrito vậy. Cắt nó làm đôi nào. Nhìn ngon xỉu luôn. Cứ như chanh của Lizzy vậy. Mong là con bé thích. Mẹ làm hay thế nhỉ? Mình phải tăng tốc thôi. Có ý tưởng rồi. Mình sẽ đặt phô mai lên bánh mì và thêm xúc xích nữa. Mình sẽ cuốn bánh mì quanh xúc xích. Rồi dùng xiên để cố định bánh. Sau đó cắt nó thành từng phần, như vậy đấy. Mình sẽ nhúng nó vào trứng. Phải nhúng thật kỹ nha. Rồi chấm vào vụn bánh mì này. Rồi mình sẽ chiên bánh. Đợi cho đến khi vụn bánh chuyển thành màu vàng nhé. Phục vụ cùng sốt và chút lá ngò này. Mình muốn làm thế này lâu rồi. Con chỉ làm được đến thế sao? Lizzy, mời con chấm. Chán quá đi mất. Mùi thơm quá mẹ ơi. Con muốn ăn lắm luôn rồi. Nhưng nhìn này cháu. Wow, tuyệt quá. Bà ngoại thắng. Thầy nào cũng đỉnh lắm cho xem. May mà bà mình xả nước rồi. Mình vừa nghiên cứu ra công thức đặc biệt này á. Bà có tất cả nguyên liệu rồi. Wow, nhìn màu đó kìa. Đây là chai cuối cùng. Nhưng chưa xong đâu nha. Mình cần kem nữa. Mong là mình có đủ. Phải đổ đầy vào bồn nhé. Đây là thứ xịn sò nhất mình từng làm. Cảm giác thật tuyệt vời. Tiếp theo là thêm chút cốm này. Ý là đương nhiên phải thế rồi. Nhìn xịn sò con bò quá. Thèm mới là thèm luôn. Mình không thể đợi nữa rồi. Phải thử ngay cả luôn này. Bụng của tôi. Jake, cháu làm gì thế hả? Bị bắt rồi. Bỏ cái ống hút xuống, nhanh lên. Lại nữa sao Jake? Nhớ lần trước bị sao không hả? Thất vọng quá. Chỉ còn một cách mà thôi. Không. Khoan, chuyện gì thế này? Thế này là sao? Có vẻ không ổn rồi. Đây là đâu? Cháu không biết. Wow, tuyệt ơi là tuyệt. Đến lúc thực hiện thử thách nấu ăn rồi. Gì thế nhỉ? Đừng nhìn cháu ạ. Đánh vần khó quá. Thôi kệ, cháu muốn bà và anh làm pizza ạ. Cái gì? Để xem bên dưới có gì nào. Cái gì là cái gì thế nhỉ? Bà ơi, bà ổn không ạ? Là bột bánh pizza. Đợi chút. Có bao nhiêu vậy thôi sao? Nhìn bà đáng sợ quá à. Bà đừng tranh với cháu nhé. Của bà, đừng có mà quậy với bà nhé. Thả ra. Thử xem. Thôi đi, cháu mách mẹ đấy. Cháu nghĩ bà sợ hay sao? Wow, cẩn thận. Không. Bắt đi. Lỗi tại cháu cả đấy. Nhưng bà vẫn sẽ dùng. Không được đâu bà ơi. Sao cháu lại làm thế? Cháu hoảng ạ. Không gì cản được cháu đâu. Đưa đây cho bà. Bà đã bảo cháu rửa chân rồi mà. Chả ít nhất thì bột bánh cũng sẽ có thêm vị phô mai. Mình sẽ nướng nó trên chảo nóng này. Bật bếp lên nào. Phải thật là thơm và giòn nha. Trông hơi bị được nhở. Giờ mình phải làm sao đây? Biết rồi. Sô-cô-la luôn là món ngon nhất. Ai nói pizza phải làm từ bột bánh chứ. Mình sẽ làm một cái đế ngọt ngào. Rồi nấu chảy sô-cô-la ra này. Dùng máy sấy tóc nha. Cháu luôn mang theo cái đó bên người à? Vâng ạ. Bởi vậy tóc cháu mới đẹp như vậy đấy bà. Úi, không thể để bị cháy nhé. Lật nó lại này, nhìn ổn đấy. Dùng kem thay cho cà chua nhé. Mình có một ý tưởng rất cưng. Vẽ mặt cười này. Ồ, cái chân này hạnh phúc quá. Rồi thêm chút cốm. Phải tô màu cho nó chứ.
gọi bà là thánh rắc cốm đi. Ủa, phải ăn hết thì tiếc quá. Liam. Oh yeah, nhìn ngon quá nhỉ. Cháu sẽ phết một lớp sô-cô-la mỏng mỏng, rồi đợi nó khô lại. Wow, phần đế đã xong rồi này. Mình muốn thử gì đó. Mình ao ước được đi học trường phép thuật từ lâu rồi. Pizza toppings. Wow, hiệu quả thật này. Cháu nói đại thôi á. Cả chẳng hiểu gì cả. Ít nhất thì món của bà cũng được làm từ tình yêu thương. Mùi gì kinh quá bà ơi. Sô-cô-la pizza. Anh Liam hiểu em ghê á. Ai sẽ chiến thắng đây? Chính là anh Liam. Wow, bà có nghe thấy không? Tuyệt lắm cháu yêu. Đẹp ơi là đẹp luôn. Thằng nhóc nói gì thế nhỉ? Tôm mọng nước và mì ý thơm ngon. Bà hiểu rồi. Thằng bé thích mì ý lắm. Chà, mình không thể để nó thất vọng. Chẳng còn gì ngon bằng bà nấu. Mình sẽ cho mì vào chảo. Phải con gà mái. Nhìn ngon tuyệt con cú mèo. Làm sao mà mình có thể thắng được bà đây? Nghĩ nào, chờ một chút. Có cách rồi, dùng kẹo găm đi. Cũng đáng thử á. Biết sao không, chắc sẽ ổn đấy. Nhìn giống giống mì ý nhỉ. Mình có linh cảm rất tốt luôn. Mình sẽ cho nó lên đĩa, nhưng sắp xếp như mì ý á. Giờ mình cần sốt. Và mình có hàng rồi này. Mình sẽ dùng siro sô-cô-la. Jack hảo ngọt lắm luôn á. Nhà sĩ của nó ghét nó lắm. Giờ sao ta? Thế còn mấy chú gấu dẻo này. Nhìn ngọt và dai dai. Sẽ thêm được chút hương vị. Món này đúng là hảo hạng. Bà ơi, xem này bà. Sáng tạo thật đó nha. Nhưng bà chưa làm xong đâu. Mình cần chút phô mai. Giờ chặt thôi. Mình cần nhớ lại những gì Sensei đã nói. Tay mình là vũ khí. Chỉ dùng nó vì những lý do tốt đẹp. Và để chặt phô mai nữa. Đỉnh của chóp luôn. Bà giống ninja quá. Bà phải luyện tập nhiều lắm đấy. Cháu thích toán học hơn. Cơ mà vẫn phải làm xong đĩa mì này. Mình sẽ múc phô mai ra, rồi dùng thìa để dằm nát. Nhìn hơi bị ổn nhỉ. Đúng như ý mình muốn rồi. Mình sẽ cho cái này vào đĩa. Vậy là có một cái tô phô mai rồi đấy. Mì đã mềm chưa ta? Ổn rồi này. Giờ là phần hay ho nhất. Mình sẽ cho mì ý vào trong tô phô mai. Nhìn hơi bị ổn nhờ. Giờ rắc phô mai lên lại nào. Wow, cách này thông minh thật đấy. Cái gì? Đứng lùi ra, sẽ nóng lắm đấy nha. Bà muốn làm phô mai chảy ra. Đây đúng là món mình thích rồi. Nó sẽ thật là béo ngậy và thơm ngon. Ổn slap rồi đấy. Cầm lấy đi này. Sao rồi? Để thử coi sao. Wow, nhìn kìa. Bà biết cháu sẽ thích món này lắm đấy. Bà đang nói cháu Jack đó nha. Wow, cháu thích lắm ạ. Khoan, em đã thấy món của anh đây. Có đủ loại kẹo luôn đấy nha. Cả hai đều xịn. Liam xịn hơn. Xin lỗi bà ạ. 2 điểm liên tiếp. Woohoo. Ái chà, bà cũng cố rồi. Khoai chiên này ăn ghê quá. Mọi người có thể làm gì không ạ? Thật luôn đó hả? Đừng có lo, cứ để anh. Đợi chút nhé. Alo, tôi muốn đặt món. Món khoai tây chiên ngon lành cành hồng á. Này, đặt 2 phần đi anh. Chờ chút. Tôi đặt 2 phần luôn nhé. Rồi. Không, khoan. Chờ chút nào. Lấy em 10 phần đi. Cái gì? Đùa nhau đấy à? Em muốn mấy phần cơ? 10 á? Không. Em muốn hết luôn. Anh nghĩ không được đâu nhóc. Cậu có chắc không đây? Thôi kệ đi, cho tôi phần nào mà to nhất đấy. Như vậy là nhiều lắm đấy nha. Rồi biết rồi, càng nhiều càng tốt. Thôi vậy, khách hàng là thượng đế mà. Thế nào cũng tốn lắm đây. Hử? Không thể nào. Đã đến rồi sao? Wow, to, dã man. Mọi người có nhìn thấy không vậy? Của em này Jack, em thích khoai mà. Wow, nhìn tuyệt lắm. Mình phải làm gì bây giờ? Vụ này coi bộ khó đấy. Chờ một chút xem nào, hình như có cách rồi. Đưa bà quả táo nào cháu yêu. Dạ, cái này ạ. Ok, đây. Vèo. Cảm ơn cháu yêu, mình phải làm gì bây giờ? Biết rồi, mình cần một cái thìa. Cứa quanh quả táo nào. Mình muốn múc hẳn cái lõi ra. Vậy là ổn rồi. Mình có thể để nó qua một bên. Đây là thứ mình cần này. Nhưng phải dùng cái gì đó làm đây. Mình phải gọt vỏ một quả táo nữa. Cũng nhanh phết đây. Giờ biến nó thành khoai thôi. Đơn giản như đang giỡn. Cho nó vào quả táo nhé. Nhìn rất là giòn ngon luôn. Mình sẽ cho táo chiên vào đó. Giờ khắc một cái logo nha. Xong rồi này. Xem đi Jack ơi.
Wow, nhìn đỉnh của Chop dã man. Hoang mang thật đấy. Mình chả biết phải làm sao. Cũng đơn giản thôi mà. Đúng thế, bà này. Dạ vâng, làm thôi. Là Liam. Anh ấy có khoai thật. Tuyệt, mình quá là bá đạo. Thôi đồ nhóc, ăn đi. Ngon thế này mà. Thằng nhóc làm gì thế nhỉ? Wow, mình giống họa sĩ quá. Nhóc ấy biết bà cháu mình vẫn ở đây nhỉ? Xong rồi, giờ phải gấp nó lại này. Mọi người sẽ thích nó lắm đấy. Tìm cháu đi. Cháu đã tập trò ảo thuật này lâu rồi. Phải phủ lại bằng một cái khăn. Úm mà là xì bùa. Mất rồi. Jack là pháp sư. Không, không thể thế được. Cảm ơn, mọi người tuyệt thật đấy. Liam ơi, anh xem túi áo đi. Cái gì? Sao chứ? Khoan, có cái gì này? Không thể thế được. Trời ạ, thật luôn sao? Wow. Đỉnh chóp thật đấy. Hôm nào chỉ anh làm với nhé. Mở ra nào. Là một cái burger. Nghĩa là sao ta? Chắc có một ẩn ý nào đó. Hiểu rồi, bắt đầu nấu nướng thôi. Bà đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu rồi. Có vẻ ok rồi á. Bắt đầu với phô mai này. Đã cắt luôn rồi đó nha. Mình sẽ lót phô mai lên khay. 6 miếng là hợp lý luôn. Mình sẽ cho bánh mì lên trên. Vậy là đủ rồi. Mượn máy sấy của Liam này. Như vậy bánh sẽ nóng lên. Tới rồi kìa, bà mình lại nghĩ ra trò kỳ cục. Bà nghe thấy rồi nhá. Bà có cách thật mà. Đặt cái thớt này lên này. Rồi úp ngược nó lại. Phô mai chảy rồi đó. Và giờ là những topping khác. Chiếc burger này nhìn ngon xỉu ngang. Thêm mấy lát cà chua này. Và cho tương cà lên nữa nha. Mù tạt là điểm nhấn đó. Giờ cho lật mấy cái bánh nào. Tuyệt vời, bánh burger của bà đó. Các cháu thấy sao? Cũng được đó ạ. Nhưng cháu sẽ thắng bà. Chuẩn bị này, burger đơn giản. Cháu sẽ biến nó thành thứ gì đó đặc biệt. Cháu sẽ dùng ảo thuật để cho cả nhà thấy. Mình sẽ dùng miếng vải ảo ma này chùm lên bánh. Giờ phải thật là tập trung nha. Ủa, cháu định làm gì thế? Bà đợi đi. Sắp có chuyện xảy ra rồi. Cháu cảm nhận được rồi. Và đã sẵn sàng. Nhìn đây này. Wow, xịn sò con bò. Sao anh làm hay thế? Còn nhé, anh có bánh quy ngon ngon này. Cho nó lên bánh này. Ổn áp nha. Thế còn kẹo thì sao? Em thích cái nào hơn? Cái kia. Sự lựa chọn rất hoàn hảo. Cho nó lên bánh này. Đây là burger không có cà chua. Ok, marshmallow hay khoai? Cái đó. Marshmallow hả? Tuyệt. Em đúng là người có gu ăn uống đấy. Vậy là đủ rồi. Nhưng còn nữa. Thế sô-cô-la vụn có được không nhỉ? Nó sẽ khiến mùi vị thơm ngon hơn đấy. Mong là nhóc không ăn kiêng. Chả cần cái này nữa. Có gì đó thiêu thiếu. Đúng rồi. Phải có sốt nữa. Nhưng không phải món tương cà chán ỏm. Mà là sô-cô-la. Nhìn quá là tuyệt. Rồi cho nó lên bánh mì này. Tuyệt tác đã hoàn thành rồi. Nhìn thôi cũng đã thấy ê răng rồi á. Wow, hai món này đều trông tuyệt thật đấy. Cháu muốn ăn cả hai. Bà thì làm món burger truyền thống. Liam thì sáng tạo một tí. Cả hai cùng thắng. Cái gì? Bà thắng. Ôm cháu đi bà yêu ơi. Hả? Cái này sao mà ăn? Tina. Ôi không, bà đến này cháu yêu. Tina đang đói. Mình phải làm gì đó thôi. Không sao, bà này. Hai bà, tuyệt quá đi. Đến lúc làm thử thách rồi. Cháu muốn hai bà làm bánh cupcake ạ. Bà thường order từ Paris lận. Cháu yêu hai bà. Tụi bà cũng yêu cháu. Mình làm đúng không nhỉ? Chờ chút. Mình có ý tưởng này. Không thể lãng phí thời gian được. Thật đó nha. Mình sẽ cho giấy làm bánh vào khay. Giờ cần chút nguyên liệu. Để coi mình có món gì nào. Không thể nào. Chả nào nãy giờ tìm không thấy cây kem của mình. Ngon tuyệt vời. Nhưng mình cần cái que. Mình sẽ bẻ đôi và bỏ nó vào khuôn nướng. Sao nữa ta? Đợi bà chút nhé. Này, khỏe không bố? Đập tay nào. Dạo này có lụm được rác gì hay ho không? Biết sao không? Bà cần cháu giúp. Tôi sẽ đổi chú lợn cưng này lấy tờ giấy bạc của cháu. Ngon lành cành hồng chứ gì. Cảm ơn cháu yêu nhiều. Hôm nào gặp lại nhé. Mình muốn nuôi thú cưng lâu rồi á. Tôi đang cần cái này nè. Xé giấy bạc thành những dải mỏng,
rồi vo lại thành viên. Mình sẽ đặt cái này ở phần trên của khuôn, sau đó rót bột đầy khay. Dùng chai như vậy đơn giản quá. Rồi giờ mình sẽ nướng, mình có thể lấy nó ra khỏi khay rồi. Nhìn kìa mọi người, tuyệt quá. Bà làm được mỗi vậy thôi á? Bánh của quý bà đây ạ. Ở trên có vàng như mọi khi. Vậy phần kem đâu? Tôi có ngay đây ạ. Biết ngay anh sẽ không để tôi thất vọng mà. Mình không thích màu này lắm. Khoan, mình có cách rồi. Mình phải lấy cái này ra. Răng vàng đây rồi. Cho vào phần kem nào. Rồi khuấy nó lên nhé. Eo, kinh quá. Ổn áp rồi này. Phải cho kem vàng mới xịn chứ. Như vậy trông mới ngon lành. Bắt nó lên bánh nướng nào. Rồi thêm chút vàng bào nữa. Wow, nhìn đỉnh của chóp quá đi. Cháu yêu thấy sao? Đấy, cháu thử đi. Cháu phải ăn ạ. Thôi ạ, cháu sẽ bỏ qua món này. Bánh của bà được làm bằng tình yêu này. Không có răng nhé. Wow, tuyệt quá đi, bà thắng ạ. Cháu nói thật hả? Woohoo! Nhìn nè, cháu là Minion. Cháu thích chuối ạ. Lạ lùng thật sự. Wow, cháu làm sao mà hay thế? Mấy quả chuối này nhìn sang thế. Mình muốn bắt đầu làm rồi. Úi, ouch. Ủa, sao bà ném cháu ạ? Là sự cố thôi, bà sẽ không làm thế nữa đâu. Chuối trơn lắm cháu ạ. Xem này. Ảo, đầu tôi. Sao cái vòng này lại quay vòng vòng nhỉ? Bà làm cháu buồn cười quá ạ. Kệ đi, cho bà ngủ một miếng. Mình cần phải nghĩ ra cách. Chờ chút, có lẽ mình biết phải làm sao rồi. Mình sẽ cho chuỗi hạt vàng này vào máy ép. Mình cần một cái ly. Đừng để mọi thứ lộn xộn nhá. Và giờ bật máy nào. Wow, nhìn kìa. Nước ép vàng tươi rói. Còn gì tuyệt hơn không cơ chứ? Giờ mình sẽ xiên que kem vào quả chuối. Rồi nhúng nó vào nước. Phải phủ hết quả chuối nhé. Như vậy. Wow, nhìn ngon quá à. Xong rồi này Tina. Wow, mình chưa từng thấy cái này bao giờ. Bà ơi. Chuyện gì thế? Bà đã xong rồi sao? Đẩy cháu. Chà, lần này dễ ghê. Bà thắng, tuyệt ạ. Chuối nè. Ôi trời, hạnh phúc quá đi. Công bằng thôi. Ai cũng thích donut phải không ạ? Donut không đủ đẳng cấp, nhưng bà vẫn sẽ thử. Bà mua cái này ngoài cửa hàng này, nhưng bà sẽ sửa lại một chút, thêm kem lên trên này. Giờ mới đến phần hay nhất, mình sẽ xếp chồng donut lên, xây một cái tháp nhé. Đây là cái cuối cùng. Chưa xong đâu đó, mình sẽ thêm kem lên trên cùng và rồi rắc keo lên đó. Làm sao mình có thể thắng được cơ chứ? Không. Thấy chưa? Ổn mà. Đúng là thảm họa, hỏng hết rồi. Như vậy là việc của mình đơn giản hơn nhiều. Đi chút nha. Mình có đúng thứ dành cho thử thách này rồi. Đâu rồi ta? À ha, đây này. Sẽ hữu dụng cho xem. Phải quay về thôi. Ủa, ai xây bức tường này thế? Mọi người không tin được tôi tìm thấy gì đâu. Tôi để dành cho dịp đặc biệt đó. Đừng để ý lũ bọ. Cái donut nào cũng phải có lỗ hết. Biết ngay là lớp boxing đó rất có ích mà lại. Nhìn y như donut luôn. Nhưng phải có topping nữa. Và nó là quá chuẩn. Sẽ không ai biết mình chôm chỉ ở đâu. Xin chào. Hả? Đừng để ý tôi. Vụ án quá hoàn hảo. Mình sẽ xịt kem lên bánh. Thế nào cũng đỉnh của chóp cho xem. Miệng mình chưa gì đã rớt nước miếng rồi. Mình sẽ cho kẹo lên trên kem. Mình thèm cái bánh này quá. Xong rồi Tina ơi. Nhìn tuyệt hơn của mình thật. Ít nhất bà cũng thử mà. Phong cách khác nhau ghê. Nhưng chỉ có một người thắng cuộc thôi. Chúc mừng bà yêu. Woohoo. Ôi trời, bà có tin nổi không? Quá tuyệt. Mình hết bỏng ngô rồi. Ý tưởng tuyệt vời cho thử thách tiếp theo đây. Món này cũng đơn giản thôi. Mình luôn mang theo bắp, phòng trường hợp khẩn cấp. Cơ mà cũng không còn nhiều lắm. Chờ chút, hình như ở đấy vẫn còn này. Trở về vị trí với mấy hạt khác nào. Còn chỗ không ta? Xíu nữa mình sẽ dọn. Suýt thì quên mất mấy hạt trong dép.
xin nha bố. Đừng làm vậy mà. Hình như đó là hạt cuối rồi. Nhìn như mới này. Mùi thơm quá. Đặt nó vào chảo và đậy nắp lại này. Hiệu quả này, có mỏng ăn rồi. Giờ lấy nó ra nha. Cho vào túi này. Bỏng ngô nóng thơm đây. Thêm một bộ phim hay là đủ bài. Ôi, nhìn này. Có gì đâu mà ấn tượng chứ. Mình phải bào thanh vàng này mới được. Xong nó lên hạt ngô này. Đủ rồi đấy. Bật bếp thôi. Xem đây này. Thơm ơi là thơm. Giờ xúc nó vào hộp đựng này. Mình muốn cháu yêu ăn những món ngon nhất. Không sao đâu, cứ ghen tị đi mà. Wow, nhìn này trời. Vị ngon lắm nha cháu yêu. Tuyệt vời. Bỏng ngô bình thường cũng hơi bị ổn đấy. Cháu biết ai thắng rồi này. Là món bỏng ngô vàng. Chà, đương nhiên là thế rồi. Thôi kệ, có đồ ăn free là được. Thử thách đây ạ. Bánh mì. Đơn giản quá. Chỉ cần gọi điện một phát thôi. Xin chào, tôi cần anh giúp. Sẽ không lâu lắm đâu. Của bà đây. Cậu này dễ thương thật đấy. Trả tiền sao? Đợi tôi tí. Vâng, cảm ơn bà. Không dám khen nữa, vô duyên quá. Cơ mà cũng xứng đáng lắm. Đùa nhau đó hả? Này, của tôi đâu? Ủa? Tôi biết anh nghe thấy tôi đấy nha. Này là dép hả? Bà ta đó, có gì cho tôi không vậy? Nào nhóc, đừng ngại ngùng. Nà, hết mất rồi, tôi xin nhé. Của tôi mà. Tôi thích cái dép đó lắm. Thôi kệ, nào ra bãi rác tìm cái khác. Tôi làm nốt cái này nhé bà. Mình cần sốt sô-cô-la. Mình sẽ cho nó vào giữa miếng bánh và cho thêm một miếng bánh mì nữa lên trên. Dùng ly cắt hình tròn ra này, như vậy đấy. Rồi cho nó vào máy nướng được rồi. Không nên nướng quá lâu nhé. Chỉ cần vàng vàng là được. Nhìn tuyệt quá đi. Ok, nhìn tuyệt thật đấy. Ôi, mình dùng phần thừa được này. Mình có ý tưởng rồi. Triển luôn nhé. Đặt bánh mì vào chảo này, rồi đập trứng vào chỗ cái lỗ. Giờ bật bếp lên nhé. Thêm chút ớt. Phải cay tí mới ngon. Không được chiên cháy đâu. Mình rất là hài lòng. Bà xong rồi này Tina. Cả hai đều ngon ý. Nhưng của bà ngon hơn nhỉ. Nhìn sô-cô-la béo ngậy này. Cháu cũng thích sô-cô-la. Khoan, dùng sô-cô-la được sao? Cháu xem đây này. Món trứng này ngon lắm. Và vị thì... Wow, cháu không biết nữa. Hai bà đều thắng. Wow, làm được rồi. Cái bụng mình đang gầm gừ. Giờ trời đã kết thúc. Đến giờ ăn bánh sandwich rồi. Đúng rồi. Hả? Em trai muốn ăn bánh sandwich à? Hiểu rồi. Ta-da! Trông ổn đấy. Và phương tiện của mình đến đây. Thằng bé muốn một chiếc bánh sandwich. Thật may là mình luôn có sẵn. Gà tây hùn khói. Phải luôn chuẩn bị sẵn sàng nhá. Bà đến đây. Mình đang đi nhanh nhất có thể. Chào cục cưng. Em trai ơi. Chà, trông tuyệt quá. Cảm ơn bà. Còn cái đó. Ngọt nhất nách. Nên chọn cái nào? Ai giúp với. Cún ơi. Chắc phải tổ chức thử thách thôi. Lên nào. Sẵn sàng chưa? Wow. Có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ được ăn ngon đấy. Chúng ta đang ở đâu? Bà ơi, nhìn này. Chúng ta nên mở cái này ra. Được thôi. Bắt đầu nào. Nutella, ngon quá. Mở đi cháu. À, dạ vâng. Hả? Mình thậm chí còn không thể nhìn thấy nó. Nhỏ xíu xíu xíu. Cắn một miếng là hết rồi. Tệ quá, buồn xỉu. Hãy bắt đầu bữa tiệc này nào. Trời ơi. Mình biết phải làm gì rồi. Bánh bông lan của mình. Nặng quá. Sô-cô-la ngọt ngào ơi.
Oh, bà đang làm bánh à? Mình thì chẳng làm được rồi. Cái thìa này được đấy. Wow, nhìn đã cái nư chưa kìa. Không biết có hiệu quả không nữa. Cầm giúp bà. Mình cần thứ gì đó phẳng hơn. Phải dùng hàng hạng nặng mới được. To như cái bánh xe bò luôn nhỉ. Hoàn hảo. Bây giờ phết nó ra thôi. Nhìn đã con mắt không cả nhà. Nhìn rất là mịn màng đấy nhá. Tuyệt vời. Wow. Bốc gì mình cũng có bánh. Được rồi. Mình hiểu rồi. Lò nướng Barbie của mình. Và cả căn bếp Barbie nữa. Phải ăn bánh mì nướng. Tuyệt. Sô-cô-la đâu nhỉ? Bây giờ mình cần thìa. Có rồi. Giống như chúng sinh ra là dành cho nhau vậy. Phải lấy một thìa lớn nhá. Chà, trong trường hợp này thì nó lớn mà. Chà, nhìn ngon quá, bà thấy chứ? Không, bà chả thấy. Đây này bà ơi. Ui giời. Bà. Ồ, thế này không ổn. Kính sô-cô-la đẹp quá ạ. Xin chào, xong rồi này. Em thích cái nào hơn? Được rồi. Này. Cái gì? Phụ nữ trước nhá. Đồ con nít. Oh wow, nhìn này. Chà, trông khá ổn nhỉ. Nhìn đã còn mắt ghê. Đến lượt cháu. Wow, nhưng mình chỉ có một thôi. Một chiếc bánh cupcake nhỏ. Buồn thiu. Tội nghiệp thằng cháu tôi chưa kìa. Còn mình thì phải trang trí bánh thôi. Bắt đầu với màu vàng. Mình phải tập trung. Dễ thôi. Bắt đầu nào. Thật đáng buồn. Có lẽ mình cũng nên thử. Ai cần đồ dùng nào. Ổn áp phết nhá. Thấy không? Đẹp phết đấy. Này, đừng chạm vào bánh cupcake của tôi. Không. Nó nhỏ xíu luôn. Mình sẽ tóm được nó. Jared. Xem cháu đã làm gì này. Jared. Xin chào. Bánh nướng ngon quá. Ôi, bà không nói chuyện với ruồi. Bánh cupcake của mình bị hỏng rồi. Nhưng chờ đã. Mình có một ý tưởng. Mình sẽ phủ một lớp khác lên đó. Và boom. Chà, nhìn kìa. Đã đến lúc thực hiện lớp thứ ba. Thấy không? Đến lớp thứ tư rồi. Boom. Wow, thật đẹp. Nhưng mình vẫn chưa xong. Hãy xem này. Wow, tốt lắm. Hãy nhìn cái vẻ đẹp này đi. Thật tuyệt vời phải không? Giống như một chiếc bánh cupcake chuyên nghiệp luôn. Và bà đã tự làm ra tất cả nhá. Tuyệt quá bà ơi. Ra khỏi đây ngay. Cháu hồi hộp quá. Bà ơi. Oản tu ti nhá. Oản tu ti. Kéo thắng đá. Được thôi. Vui quá. Cái gì? Không có gì sao? Sao lại thế được? Tội nghiệp chưa kìa. Nhưng có vẻ như bà thì đầy đồ ăn. Ôi không, răng của tôi. Hay đúng hơn là răng giả. Đồ kẹo ngu ngốc. Vui nhộn quá. Không buồn cười chút nào. Chà, mình cần làm gì đó thôi. Phải có thứ gì đó để giải quyết chứ nhở. Được rồi. Chắc ở dưới bà rồi. Nghiêm túc ư? Không có gì. Chán thật. Bà có rất nhiều thứ này. Biết rồi. Nó ở đâu trong này?
Cái gì? Đó là cái gì vậy? Mình có bột mì. Và đây là cây lăn bột. Được rồi. Thật kinh ngạc. Đổ hết ra nào bà con. Trời ạ, kinh quá. Xin lỗi nhiều nhé cháu, phải lăn cho nó phẳng ra. Tuyệt. Bây giờ hãy lấy một ít kem. Phải nhiều lên mới đúng. Sau đó làm mịn nó như kem á. Tuyệt vời. Bây giờ đến phần cực kỳ thú vị. Oh yeah, chuẩn rồi đấy. Oh, từ từ bà ơi. À thôi, cứ ném cho cháu đi ạ. Đó, bây giờ gọn gàng rồi. Mình có thể tạo ra một thiết kế thú vị. Tất cả đều có chỗ riêng. Ôi, không tệ ạ. Ngon quá. Ta-da, xem cái này đi. Nhiều kẹo quá trời luôn nhá. Yum. Điều đó làm cháu nảy ra ý tưởng. Nhìn này. Cái đó để làm gì vậy? Nói à đi ạ. À? À. Ừ, vừa vặn luôn. Nó đến đây. Trúng phóc. Tuyệt. Để bà gửi cho cháu nhá. Hãy mở to miệng ra nào. Tốt đấy. Ôi trời. Ôi trời. Đã đến lúc mở rồi. Ui, bà mở đây. Trứng. Dễ làm lắm. Bà sẽ đập trứng ra trước. Những món ngon lành đều bắt đầu từ trứng. Đã đến lúc tăng nhiệt rồi. Đến đây. Nồi đang nóng lên rồi kìa. Chắc đến lượt mình rồi. Wow. Mình phải làm gì với những thứ này? Có vẻ khá nghiêm trọng đấy. Mình có một ý tưởng này. Nhưng cần một ít băng dính. Được rồi, rất ổn nhá. Bây giờ hãy chuyển sang bước tiếp theo. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Làm thôi nào. Xịt ra từng cái một nhé. Đã xong một nửa. Từ từ. Bình tĩnh. Oh, điều này thật tuyệt vời. Bà xem cái này nè bà. Wow, đẹp quá. Cháu đã dùng cách tiếp cận nhiều màu sắc hơn. Làm tốt lắm. Của bà cũng sắp xong rồi. Trông ngon quá. Thật nhỉ. Chà, hay quá. Chứ còn gì nữa. Cái nào ngon hơn? Cả hai đều ngon chảy nước miếng hết. Đồng ý. Không, bánh của mình. Ủa, rời xúc xích rồi. Matthew, bà tới đây. Wow, chuyện gì vậy nhỉ? Chuyện gì thế? Nói đi. Dạ, bánh của cháu bị rơi mất tiêu. Ôi trời, sao cháu không ăn món này? Nó có gì giống đâu ạ. Thế còn cái này? Em muốn sandwich cơ. Bà có thấy gì không? Wow, chỗ này là sao? Bà bó tay luôn. Hoảng màng ghê. Thức dậy và ngửi mùi đồ ăn đi. Hả? Chờ chút. Đó, chào. Chào mừng đến với trận chiến nấu ăn. Tuyệt. Đập tay bà ơi. Mà thôi. Chúng ta làm món gì đây? Đồ ăn. Thì đúng rồi. Hay chúng ta nấu mì nhé. Ok, sẽ xong trong 1 phút. 1 phút hả? Lên nào, bà xin nhé. Hả? Xem bà này. Đừng để dính vỏ trong trứng nhé. Bà đã luyện tập từ lâu lắm rồi. Bột này. Ai cần cốc đong cơ chứ? Nhìn cũng ổn đấy. Giờ là phần bà thích nhất. May mà bà vẫn còn khỏe phết. Đỉnh của chóp. Nước sôi luôn rồi này. Nóng bỏng tay luôn. Và giờ chờ thêm chút nữa. Bấm giờ nào. Tuyệt. Chất đặc hoàn hảo luôn. Nhìn bé cưng này nè mọi người.
phải khóa zip thật kín nha. Được rồi đó. Giờ bật bếp lên nào. Khi nước bắt đầu sôi thì đã đến lúc luộc mì. Và đây là bước siêu thần kỳ. Các lỗ đã được đục rồi. Xem bột chảy ra kìa. Ok, là đủ rồi. Vớt lên thôi, bắt đầu nhìn giống mì rồi đấy. Wow. Ta-da, vớt ra tô này. Và xong rồi. Phù. Sẵn sàng. Mùi thơm quá. Nghĩa là chuyển qua bước tiếp theo nhé. Đã có dầu trong chảo, mình có thể vớt mì ra. Nhìn nĩa mì đấy này. Thích thật đấy. Quan trọng là phải cuộn mì thật chặt. Ổn áp rồi nhé. Gặp lại sau nha, món ngon. Mình có ý tưởng rồi. Chắc chắn sẽ ổn áp. Hai món mình thích nhất đấy. Bột phô mai và mì này. Chỉ còn một bước nữa thôi. Xem màu sắc này đi. Trông nó chảy cũng ổn đấy. Hết giờ rồi. Mong là món mì này giòn. Trông đỉnh của chóp quá đi. Nhất là mấy món ăn kèm nữa. Ai cần bánh mì nhỉ? Ta-da. Nhìn này. Đây đúng là burger thượng hạng đó nha. Cháu chén đây. Tuyệt cú mèo. Ngon lắm luôn ạ. Còn món của bà thì sao? Chúc ngon miệng nha cháu yêu. Nhìn phô mai chảy ra ngon chưa kìa. Mình phải cho luôn vào mồm mới được. Sao nào? Cả hai đều thắng. Wow. Này, mọi người thấy sao ạ? Gà hả? Vậy bà phải làm một công thức đặc biệt rồi. Này. Này, anh ơi. Quá đáng thật. Gà là chủ đề của game này hả? Đơn giản thôi. Wow. Có vẻ đủ rồi đấy. Wow. Nhìn này, là gà giòn. Tuyệt quá. Chỉ cần cắm nó vào cái nĩa thôi. Rồi giờ nhúng vào dầu sôi này. Xong chưa nào? Nhìn hơi bị ngon luôn nhé. Trời ạ, mình giỏi thật. Bà ơi, bà đang bắt đầu đây này. Nhưng chờ đợi là hạnh phúc đó nha. Lấy chanh ra nào. Làm cho nó cute một tí nhé. Và cho vào lò nướng nào. Tắm nắng vui nha. Đây mới đúng là tuyệt tác chứ. Cho xin nhé. Trông hơi bị ổn áp đấy nhỉ. Nhìn mới đẹp làm sao. Mọi người ơi, cháu đói. Chà. Đây này. Sẽ vui lắm cho xem. Gà chiên là món tủ của em đấy. Tuyệt quá à. Xong rồi, tuyệt quá. Và giờ là món của bà. Nướng rất là chuẩn chỉnh luôn. Ôi trời. Wow, quá là đã luôn. Tuyệt quá, bà và anh ơi. Thành công rồi. Alo. Được rồi, hiểu nhé. Tìm thấy rồi. Xem mẹo cực hay của bà này. Nhìn có tươi không này. Cho từng trái vào một nhé. Cũng nhanh phết đấy nha. Giờ là nguyên liệu ngon lành nhất. Nhưng mà sẽ hơi lâu một tẹo. Phải phủ đầy mấy quả mọng nha. Không biết cảm giác bơi trong mật là sao nhỉ. Cơ mà, đóng nắp lại nào. Cứ như trong này có party vậy. Tiệc màu tím á. Tuyệt. Nhưng cháu có ý khác. Đây rồi ạ. Cái gì vậy? Mình chưa từng làm vụ này bao giờ.
nhưng mình chỉ cần một thôi. Chúc vui nhé bạn nhỏ. Chả cần nữa. Và cứ như thế là xong. Bắt đầu với món của bà nào. Màu xinh quá. Ngon tuyệt. Chuẩn. Mình từng uống món này rồi. Em đã chắc chưa vậy? Wow. Nước ngọt phun trào. Ha ha. Sao cháu lại chọc em? Bà thắng ạ. Nhưng mà cũng hài hước phết. Tiếp theo là gì? Này, xem đi. Vui thật nhỉ? Hiểu rồi. Làm gì đây ta? Mình sẽ dùng cái khuôn này. Đầu tiên là sô-cô-la nhé. Đương nhiên là sô-cô-la chảy. Chắc không lâu lắm đâu. Đấy, sẽ xịn sò con bò lắm đây. Mình có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào rồi. Thế là chảy ra xong. Rất hoàn hảo luôn. May mà tay mình chắc đó nha. Chưa gì đã thấy đói meo rồi. Và thế là vừa đủ. Được đấy. Đây rồi. Quả trứng kìa. Đúng rồi. Cho anh xin nhé. Giờ bắt đầu thôi. Xong rồi nè. Nhìn món ngon từ sô-cô-la này nè. Trái này thì sao nhỉ? Và đây là cái nhân ngon tuyệt vời. Mình thích món này quá. Càng nhiều càng ngon luôn. Rồi đậy nó lại bằng một cái nắp sô-cô-la. Mà mình chưa xong đâu nha. Nhìn thượng hạng phết nhở. Và chi tiết cuối cùng đây. Màu sắc thật nổi bật nè. Thích không nào? Wow. Đã đến lúc vẽ vời rồi bà con ơi. Khi sô-cô-la chảy thì nó giống như sơn vậy. Thằng nhóc không biết bên dưới là trứng đâu. Dù sao nó cũng được phủ bằng sô-cô-la mà. Éo. Xong. Nhìn chuẩn chỉnh phết. Úi, ôi trời. Mình nên ăn cái nào trước nhỉ? Chắc chắn cái này có đầy sô-cô-la luôn. Tuyệt quá. Mình ăn đây. Ôi trời. Éo. Có vị là lạ sao á. Nhưng cái này chắc là phải ngon lắm này. Sô-cô-la và cốm là một cặp đôi hoàn hảo. To thật đấy. Ngon tuyệt. Thằng nhóc thích kìa. Bà thắng vòng này. Cháu cũng biết từ trước rồi á. Chào bé con. Xin chào. Bà nhìn cái gì thế ạ? Bà mang theo đồ ăn cho con này Betty. Cái gì đấy? Chắc trong này phải có gì cho Tina chứ. Ôi giời. Cái này thì sao nè? Bà muốn thì thố với tôi à? Căng thẳng quá. Đủ rồi, dừng lại. Chỉ có một cách mà thôi. Này, lại đây. Biết phải làm gì rồi đấy. Làm thử thách thôi. Lên luôn đi. Nhìn nè, thử thách đầu tiên của hai bà đây. Bỏng ngô à? Ok. Đơn giản như đang giỡn. Con dơi này tươi giói. Sáng nay bà mới nhặt mấy cái lá này đấy. Bà phải thêm chút sô-cô-la nữa. Nhìn kìa. Và cuối cùng là hạt ngô. Làm sao mà quên được chứ. Giờ là một câu thần chú. Các linh hồn tả ra lệnh. Làm bỏng nổ đi. Thật là sống động. Nó đẹp quá đi mất. Bóng bóng sôi sục. Sự cố và rắc rối. Nhìn ổn thì áp đấy. À, thôi nào. Phải bắt lại thôi. Mình có hộp ở đây rồi này. Vui thật đấy nha. Bà ấy làm vậy thật kìa. Vậy chắc đủ rồi đấy. Nhìn ngon tuyệt vời. Được đấy. Chúng cháu đang đợi này. Bà làm được mà. Bà ơi. Để cháu giúp bà. Bà hả? Giúp sao? Tay này. Tớ cần cậu giúp. Đưa cái này cho bà tớ nhé. Tớ tin tưởng cậu lắm đấy. Đừng để tớ thất vọng.
khổ. Là cái tay không cơ thể. Tay này đẹp quá nhở. Ăn rơi đi. Chờ chút nào. Mì phản bội ta. Ta sẽ biến mì thành canh sườn non. Wow, bà ta giữ như cọp ấy. Ok, mình có ý này. Mình sẽ cho chút dầu lên chảo và rắc hạt ngô vào đó. Cho kẹo nữa này. Rồi đợi bỏng nổ là được. Bà sẽ đậy nắp lại để tăng tốc quá trình. Ngô đang nổ bụp bụp kìa. Chà, kẹo giúp ngô có màu đó nha. Hơi bị được luôn. Wow, nhìn màu mè quá. Xong rồi nhé. Mình chưa từng thấy món bỏng ngô nào đẹp thế này cả. Kinh khủng khiếp. Các cháu sẽ thích ngô của bà đấy. Bà tớ nấu đỉnh quá đi. Cho bà tớ thắng nha. Ok. Bà thắng rồi ạ. Ôi trời, cảm ơn cháu. Các cậu chả biết thưởng thức gì cả. Giòn ghê. Tiếp theo là gì? Nhìn được đấy. Ờ, thế còn cái này? Cậu phiền thật sự. Cái này được nè. Thử thách tiếp theo sẽ dùng bánh mì. Nghề của bà đấy. Dùng cái này thế nào nhỉ? Bà ta làm gì vậy? Đang rang nè. Alo. Bà ta gọi ai vậy? Hoàn hảo. Làm cái gì đấy? Mình chỉ cần đợi thôi. Nhanh thế nhở? Hả? Của cháu này. Cứ giữ tiền thừa nhé. Cháu này ngoan thật đấy. Để mình coi có gì nào. Ăn gian à? Tôi cũng làm thế được nhé. Alo, nghe tôi nói gì không? Tôi cần anh giao hàng. Wow, đúng là hỏa tốc. Cảm ơn. Cảm ơn cháu trai. Vẫn ở đây sao? Lần nữa nào. Tuyệt. Lần sau đi chơi chung nhé. Cháu này kiên quyết thật. Rồi, đây nhá. Vậy là đủ rồi nhỉ. Đắt cắt cổ luôn. Sao không tới cướp luôn đi? Hôm nay mình làm năng suất ghê. Để xem có cái gì nào. Hả? Than á? Bà ấy quá đáng thật. Này bà lão. Ê, muốn xem ảo thuật không bà? Lúc nào cũng hiệu quả hết. Nhưng vậy là cướp mà. Đỉnh chưa này? Là nhóc đó hả? Xin chào cháu trai. Khoan, mình bàn bạc lại đã cái nào. Chưa xong đâu nhé. Bà sẽ đưa mày vào danh sách đen. Tha cho tôi đi bà. Mình phải bắt đầu nấu thôi. Mình sẽ để miếng marshmallow giữa hai miếng bánh mì. Rồi dùng một cái ly để cắt vòng tròn ra này. Như vậy đấy. Mình sẽ cho miếng bánh mì tròn vào nồi dầu nóng. Mình muốn nó thật là vàng. Vậy mới là giòn giòn dai dai chứ. Mình hơi bị hài lòng luôn. Nhìn chán ỏm. Mình phải làm gì đây nhỉ? Chắc dùng đỡ mấy miếng vụn này. Có ý tưởng rồi. Mình sẽ cuốn nó theo hình xoắn ốc. Phải cuốn thật là chặt đó nha. Mình sẽ xiên que để cố định. Tiếp theo là nhúng vào bơ. Phải phủ hoàn toàn miếng bánh. Rồi cho nó vào tô đường. Chuẩn rồi. Món snack này siêu ngon siêu ngọt luôn. Nhưng chưa ngọt bằng mình đâu. Thấy sao nào bét? Cháu hoàn toàn thờ ơ ạ. Chả, tớ nghĩ bà tớ nên thắng. Ồ, bé còn ngoan quá. Tội nghiệp bà. Chúc mừng, nói chung là thế. Không biết lần này sẽ là gì nhỉ? Tớ không nghĩ ra cái gì luôn. Táo này. Hai bà dùng táo đi ạ. Như vậy mới chuẩn chứ. Mình phải chuẩn bị sẵn sàng. Mình xinh phết. Mình rất thích làm vườn. Mình cũng mát tay lắm đó nha. Thư giãn thật đấy. Chồng bé con này thôi. Bỏ vào nhé. Đẩy sâu vào trong đất này. Mong là bé con khát nước. Bà có chút nước mát lành cho con đây. Uống đi. Vậy mới chuẩn chứ. Giờ lớn lên nào. Sẽ mất một lúc đấy. Sao chẳng có gì nhỉ? Không. Chả được ý. Hả? Bà tỉnh mà. Đúng là khổ thân. Thôi nào. Vậy mới chuẩn chỉnh chứ. Hơi bị chất đấy nhở. Bà chồng hả? Wow. Tôi dùng nó để mê hoặc mấy cô công chúa đấy. Táo ơi rơi nào. Áo. Hài hước thật sự luôn. Đúng thứ mình cần rồi. Còn một thứ nữa. Mình sẽ đặt táo lên đế.
sau đó để cái máy thực hiện mọi thứ. Nó sẽ gọt cho mình. Chỉ cần ngồi xuống và thư giãn là được. Xong rồi đây. Nhưng chưa hoàn thành đâu. Lấy lõi táo ra nhá. Mình sẽ dùng thìa để múc nó ra. Vẫn còn một chút trong này nè. Tiếp theo là đặt kẹo vào trong cái lỗ. Cho nó vào một bên thôi. Ở đây mình có một miếng bột. Cắt nó thành từng giải nào. Ổn áp rồi. Giờ mình sẽ cuốn nó quanh quả táo. Mình cần xếp chồng chúng lên. Như vậy đấy. Giờ đã đến lúc cho vào lò nướng rồi. Mình muốn bột phải vàng tươi. Nhìn ổn quá. Mình chảy hết nước miếng rồi. Ngon lành. Bà ta học cách làm ở đâu ra vậy? Phải suy nghĩ thôi. Chả biết phải làm sao luôn. Đùa ai thế không biết. Mình phải làm gì đó ấn tượng hơn. Úi. Khoan, mình nghĩ ra rồi. Sẽ chấn động lắm đây. Nhưng còn có gì đó nữa. Đồ nát hả? Mình biết phải làm gì rồi. Mình sẽ bắt đầu với việc cắt táo thành từng miếng. Rồi bỏ cái lõi đi này. Thế là có một miếng táo vòng rồi. Mình sẽ xiên que nó. Rồi nhúng nó vào bột. Phải phủ cho kỹ đấy. Giờ chiên táo lên thôi. Nhìn chảo sủi bọt kìa. Mình muốn bột phải thật là chín. Không là mềm oạt đấy. Rồi mình sẽ nhúng nó vào sô-cô-la lỏng. Mình còn muốn ăn nữa là. Ai mà chả thích sô-cô-la. Cuối cùng là rắc cốm này. Đây là món donut healthy nhất đấy. Nhưng vẫn rất ngon nhé. Mùi rất là thơm. Nhìn thấy ghê quá. Tuyệt quá bà ơi. Đỉnh của chóp, bà tôi thắng. Hả, nghe thấy gì không? Tôi thắng nhá. Nhìn này. Chúng ta khác nhau ghê. Nhưng rồi, thử thách tiếp theo là xúc xích. Ngon lành. Sao nữa? Cái vả cực đáng tin của mình sẽ không làm mình thất vọng đâu. Quên mất cái này. Nó là cục cưng đáng yêu nhất của mình. Nhìn mấy cái lông vũ này nè. Cẩn thận đó, tôi bị dị ứng. Tập trung vào món của mình nào. Mình có cả rổ bánh ngon này. Để coi. À ha. Len này. Hả? Bà ấy làm gì thế? Chờ chút nào. Mình có ý này. Nếu không làm thì tiếc lắm đấy. Đây sẽ là một bất ngờ hay ho cho xem. Cứ tưởng mất cưng rồi chứ. Đó là rắn sao? Đây rồi. Bà kinh khủng quá, cầm lấy. Đây là đâu? Nó là len thôi mà. Đưa đây coi. Khoan, biết rồi. Mình sẽ đặt miếng xúc xích vào chảo. Rồi xiên mì ý vào xúc xích. Mình sẽ xiên qua tận bên kia luôn. Mình muốn xúc xích nằm ở giữa sợi mì. Rồi cho nó vào một nồi nước sôi để luộc. Mình sẽ ngồi đợi nó chín. Vậy là được rồi. Nhìn ngon nhức cái nách. Mình sẽ ăn luôn ý. Bà làm thế với tôi sao? Tôi tức rồi đấy. Dừng lại đi. Khổ thế không biết. Bà ổn không đấy? Phủ, có rồi. Biết ngay là mình có xúc xích mà. Tự hào lắm đấy nhở. Mình sẽ đính một miếng mì nhỏ vào cây xúc xích. Rồi ấn ngô vào miếng mì ý. Mình sẽ làm như vậy khắp cây xúc xích luôn. Mình muốn phủ đầy ngô lên đó. Sẽ mất tí thời gian nhưng cực kỳ xứng đáng. Giờ là bánh mì. Mình đã xẻ nó làm đôi. Rồi nhồi xúc xích vào đó. Thêm chút sốt. Thêm chút vị cay nhé. Mà càng cay càng tốt. Mình có thể ăn ngay và luôn. Thấy thế nào nè? Mời hai cháu nhé. Bà tớ thắng. Tớ đồng ý. Tuyệt. Thấy chưa bà? Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nhé.